cô gái mùa đông. Cho chị ít chỉ thừa. Ủa sao mày lấy cái khăn đấy? Các phượng là lấy cái khăn này. Ở được cái khuyên bằng không chị? Cái gì? Cái kéo. Các phượng chỉ thừa. Lấy nhiều hàng bom bên đây chị. Tặng hết hàng bom. Tặng hết bom 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 bom. Bom bing bong, bom bing bong. Em tập lái ô tô. Này. Này cắt đi em. Đứng ngồi không yên. Tìm được. Ngồi không cho ngồi chị Lị. Hello mọi người. Úi giời, lại thả tim rồi các chị ơi. Lại thả tim rồi. Hôm nay có nhiều nguyên do để các chị không nhận hàng này. Bom liên tục. Áo em có màu ấy. Hello mọi người. Hôm nay chị mới nhận hàng rồi. Rất là ok. Em cảm ơn chị Trung Trương nhá. Áo em mặc có màu luôn. Trời ơi, sao nó còn đẹp như này. Dưới 230 cơ. Cái này bán tặng thì mọi người dưới 230 nhá. Rồi em đấy chị Trúc Đặng. Hello mọi người. Nào chị nào cho em xin một nút chấm và một nút chia sẻ livestream nhá mọi người ơi. Áo em mặc 65 cân vừa đấy. Cái này có size tận 65 cân các chị vẫn ok. Có em bảo rồi. Hôm nay nếu mà không có áo này em sẽ nghỉ like mà. Nhưng mà nếu có này sẽ like nhá mọi người. Rồi hello mọi người. Chị nào cho em xin một nút chia sẻ livestream nhá. Hôm nay vấn đề là cắt hàng bom. Bom khá nhiều. Đó, hoa hải đường. Trời ơi. Có chị Facebook hoa hải đường luôn. Chào bà chủ. Không dám đấy chị ơi. Em không dám. Đừng nói em như thế. Tự ái đấy. Rồi hello mọi người. Nào. Sai thông tin người nhận. Có một cái quần legging thôi. Nhưng cũng là sai thông tin người nhận. Chiều nay mới nhận 3 đơn luôn rồi. Xuất sắc, em cảm ơn chị Eo Anh nhá. Con này em tặng hết. Mọi người lên cho em mã là gì? Tặng bom 9k và kèm số điện thoại cho em là được chưa? Ở dạng áo này tí nữa chị nào cho em xin một nút chia sẻ livestream em tặng các chị giá rất là rẻ, cực rẻ. Em bảo rồi, mã này sẽ làm được các chị giới hạn bao nhiêu? 230, dưới 230 cho em nhé. Đây, áo đen dài tay em tặng hết, không liên lạc được. Đấy, 3 giờ mà em không bắt máy, em có thấy chị luật nhá. Hello mọi người. Hôm nay lên nhanh, hôm nay có mấy mã áo kiểu đẹp lắm, rất là đẹp. Áo len, hôm nay nhiều áo len lắm nha mọi người. Áo len nó siêu nhiều luôn á. Hàng đẹp không bao giờ bom nên tặng mình đi luôn lại ơi. Ok chị Hương Ngọc Lan, tí nữa cho em xin số điện thoại nhá. Cái này em tặng ngẫu nhiên đi, cắt hết chỗ đây. Chị ơi cho em thêm bom ở đây nhá. Đã bảo rồi, hôm nào tặng bom là tặng tới bế luôn các chị đúng không? Tặng tới bế luôn đấy. 229.000 sai thông tin người nhận. Rồi em ơi cho chị mượn cái kéo ở đây cho nó lịch sự nhá. Áo em mặc có bán chứ, vì đã làm cho các chị mức giá là dưới 230. Một cái mức giá không thể yêu hơn nữa nha mọi người. Một mức giá siêu rẻ, được chưa? Đây. Em để xem trong đây có những cái gì. Rồi ok, lần đầu cho chị cái mẫu này ở dưới kệ. Dưới kệ đang có mẫu này. Áo này. Em lại tặng hết các chị luôn nhá. Tí nữa có cả Mochino. Mochino hôm nay về, mỗi chị đi qua cho em xin một nút chia sẻ livestream mọi người nhá. Quần u mì lôm cơm không, quần đấy em hết hàng rồi chị ơi. Mỗi chị đi qua nhớ cho em xin một nút chia sẻ livestream nhá. Đây. Ghi lê, một con phao ghi lê. Đấy, vẫn bom. Không hiểu khách hàng là như thế nào. Đây, cái ý các chị là muốn như thế nào, đúng không? Ý là muốn như thế nào thì bảo em. Được chưa các chị ơi? Trời ơi, phao ghi lê. Phao ghi lê. Tí nữa con phao này bán tặng nốt này. Tí nữa em tặng nốt cho mọi người đi. Con này tiếp tục là gì đây? Chị này là không nghe. Ở Thanh Hóa, Nghi Sơn Thanh Hóa. Thanh Hóa đó. Lê Toan, em có thấy chị Mary Thu nhá. Rồi ok, mỗi chị cho em xin một nút chia sẻ livestream là ok. Hôm nay quá nhiều hàng hot, hôm nay dạ về. Trời ơi, sao nó làm được các chị mức giá rẻ lắm ấy mọi người. Hôm nay dạ Quảng Châu cao cấp này. Trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Này chị, em ơi chị ơi, cho em một cục này luôn ra đây đi. A35, cho em một cục ở đây. Con này khoảng độ tầm mấy nhở? Con này khoảng độ như em có 20 cái. Dưới 200.000 con dạ hàng Quảng Châu. Thật sự luôn, hôm trước bán 200 mấy nhở, 280 không có hàng. Bây giờ công nó làm cho các chị mức giá dưới 200.000. Đó. Mà được cái con bông, đây đây chị, con A35.
À 35 với con này lôi nốt ra đây cho em đi. Có ít thôi mà. Đây Lê Toan đặt một chiếc áo len ren L400, một chiếc áo L89 màu nâu không nghe máy. Đó. Comment quá trời. Yên tâm là các chị ơi, mình cứ comment đi, tí nữa là em sẽ đọc luôn mà. Em sẽ đọc luôn cho mọi người nhá. Đây. Con này lấy lên mẫu đây đưa Lan ơi. Mẫu này có màu trắng lên này, cả mochino chị cũng tặng khách hàng luôn. Áo đằng sau em có lên đấy, hôm nay đau đầu quá nhưng mà thôi vẫn cứ phải lên cho mọi người. Áo em mặc rẻ lắm mọi người ơi, tí nữa em làm cho các chị mức giá quá rẻ nhá. Áo em mặc tí nữa làm cho các chị mức giá là dưới 230 lại còn. Tặng mọi người dưới 230.000. Áo này là siêu ấm. Chị ơi làm cho em đủ màu nhá. Cái chị này là Trang Min, Hồ Chí Minh, quận cái gì đây? Quận 9. Vâng, đủ màu cho em đủ màu đây. Phường Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Khách không đặt hàng. Cái lý do mà khách không đặt hàng ấy mọi người, lý do không đặt hàng là nó gọi là không nhận. Thì bảo là không nhận. Đó. Thật luôn là bảo không nhận, chứ đừng bảo là không có đặt hàng nhá. Tại vì nếu mà các chị đặt hàng thì em mới có số điện thoại, mới gọi điện, có chốt đơn. Đúng không ạ? Chứ phải tự nhiên nhà em, tự nhiên đây nhà em lôi một cái tên, cái địa chỉ em gửi cho các chị đâu. Mà trong khi có số, có Facebook, cái này có Facebook luôn, được chưa? Em là tặng hết các chị luôn, máu luôn. Đây, len len rồi cả mochino, phắc vip em tặng nốt. Mỗi chị một cái với giá là 9k, được chưa? Từ chối nhận. Kính chào quý khách, chúng tôi nay được kiểm tra đây. Đây có cần kính chào quý khách các thứ mà vẫn bom ấy chị ơi. Áo em mặc có bán dưới 230.000, tí nữa em tặng các chị dưới 230 nhé. Con kaki này là siêu đẹp. Đó, con này đang siêu hot đây. Thì đằng sau theo cho em là luôn này, đẹp mê ly cuộc đời nhá. Con này có ít. Con này có tí thôi nên là mỗi chị đi qua cho em xin một nút chia sẻ livestream mọi người nhá. Hôm nay nhiều cái để lên lắm. Áo gió bomber. Tí nữa còn 5 con mochino em tặng nốt, được chưa ạ? Còn 5 con mochino em tặng nốt cho các chị luôn. Hôm nay nhiều đồ quá trời luôn em ơi, tặng đầu chị đầu tiên cho nó có tinh thần em ơi. Em tặng chị đầu tiên nhá. Chị đầu tiên được mua mặt hàng với giá là 9k. Rồi chị đầu tiên Bảo Hoàn ok tặng cho chị Nguyễn Nhi em ơi. Chị Nguyễn Nhi đuôi 565. Rồi chị Nguyễn Nhi phần quà đầu tiên em có ghi bình luận đấy. Chị Nguyễn Nhi một cái. Tặng chị Nguyễn Nhi một cái bất kỳ này. Cái này không cần mở ra nhé mọi người. Tại vì nó quá là đẹp rồi. Mở ra nó lại mất công. Khuyên Lê Thị từ chối nhận. Áo kiểu ren tua cúc ngọc H30. Áo khoác nỉ thêu K21 ở Hải Dương. Khuyên Lê Thị Khuyên. Đó, Khuyên chân thành là không nhận. Rồi, áo này thì người ta tranh nhau. Đây, em tặng mỗi các chị 9.000 đồng. Em ơi, chị tiếp theo cho chị nhá. Chị tiếp theo này, có Facebook là chị gì nhỉ? Tặng cho chị, có chị nào mà mua nhiều chưa được tặng không các chị? Tặng cho chị một chị nữa cho em nhá. Đây, em thấy nãy giờ chẳng có logo người chia sẻ livestream ấy mọi người. Tặng cho chị Tuệ Tường Lâm một cái ấy. Chị Tuệ Tường Lâm một cái, chị có ghim luôn này. Đuôi 228 một cái đi. Chị Tuệ Tường Lâm, thấy chưa em? Tuệ Tường Lâm đuôi 228. Đấy, chị có ghim đấy. Hai chị đầu luôn nha, chị Tuệ Tường Lâm tặng chị một cái luôn. Cái này là em bốc ngẫu nhìn thôi. Rồi tặng tiếp cho một chị nào nữa đây. Hàng lỗi mình vẫn nhận, tại nhà có máy sửa được. Ok, em tặng chị Dương Thuy một cái tặng bù. Em tặng chị Dương Thuy một cái cho em xin số nhé. Chị Dương Thuy ơi cho em xin số điện thoại nhé. Ba chị rồi đúng không em? Ok, tặng tiếp theo cho chị Huyền Phạm một cái em. Chị Huyền Phạm một cái. Chị Huyền Phạm đưa 021. Chị Huyền Phạm một cái này. Rồi em tặng cho chị Tâm Dương một cái. Mấy chị rồi em? 5 chị rồi. Chị Tâm Dương một cái đuôi 111 đi. Rồi một chị nữa cho em nhé. Một chị bên Facebook đi. Tặng cho chị có Facebook là Hàng Oanh một cái đuôi 638. Một chị bên Facebook chị Hàng Oanh. Chị Hồng Anh như 638 mấy chị rồi? 6 chị rồi đúng không? Ok. Rồi những chị nào có em đọc tên là inbox luôn cho em nhé. 1, 2, 4, 5, 6 ấy. Với giá là 9.000 đồng. Lần này em gửi cho chị áo đang mặc nhé. 53 cân. Lần này mặc được đấy chị ơi. 53 cân lần này mặc ok thoải mái luôn cho em á. Tặng tiếp tục cho em nhé. Rồi em tặng tiếp một chị nữa cho em này. Cái này là ngẫu nhiên nha mọi người ơi, chị nào được tặng mình sẽ hoan hỉ cho em. Rồi em ơi chị Thanh Thảo. Chị Thanh Thảo đưa 267 đi. Chị Thanh Thảo một cái này. Rồi. Ê, em tặng một chị nữa. Ok, chị
Chị Thu Hòa không có chia sẻ live stream với mình. Em chưa thấy chị chia sẻ live stream cơ. Ở trong áo em mặc giá rất là yêu dưới 230. Mặc cái này tự nhiên lúc này mặc vào em nóng quá các chị ơi. Mặc một lúc thôi mà em cảm giác nó rất là nóng ấy. Nóng ơi là nóng luôn. Rồi ok em tặng một chị nữa nha. Tặng nhanh để em bắt đầu vào luôn nhá mọi người ơi. Rồi một chị cuối cùng em. Tặng cho chị một chị cuối cùng là chị Yến Linh đi. Chị Yến Linh đuôi 542 bên Facebook. Chị Yến Linh một cái đuôi 542 bên Facebook. Rồi hôm nay chị nào mà có lời chia sẻ nhiều nhất nhá mọi người ơi. Áo em đang mặc 64 cân có thể vừa. Chị nào hôm nay có lời chia sẻ nhiều nhất em sẽ tặng cho chị một con kaki này. Sẽ tặng cho các chị một con kaki này luôn. Cho chị con mochino lên đây. Mochino hôm nay em bán tặng luôn. Mochino em có ít. Cái này lại mà có nhiều chị rất dở hơi. Mua được con mochino em bán từ được tháng 10 tháng 11 gì đấy hôm nay lại bom về. Còn mochino này các chị sẽ lên cho em là hôm trước là VIP mấy nhá. Tặng cho em là tặng VIP 1 đi. Tặng VIP 1 cho em là cái này đi kèm đơn quần áo cho em nhá. Em tặng luôn các chị luôn con này. Với giá 99.000. Ok chưa? Tặng VIP 1 và kèm số cho em nhá. 99.000 đồng đi. Có chỗ đây, có từng chỗ đây thôi. 5 cái. Con này em có 5 cái nhá mọi người. Hoan hỉ cho em nhá. Tặng VIP 1 99k. Có 5 cái em xin phép tặng cho 5 chị. Hôm nay chị nào mà có lượt chia sẻ nhiều nhất, 2 chị đi. Em sẽ tặng cho các chị 2 chị. 2 con kaki này. Ok cho các chị 2 chị 2 con kaki luôn nhá. Mã này mình sẽ lên cho em là tặng VIP 1 cho em. Với giá là 99.000 có logo người chia sẻ bên em sẽ chốt trước nha. 99.000 cho em mã tặng VIP 1 này. Hôm nay quá nhiều thứ để lên. Trời ơi. Ok em ơi, áo này chị thanh lý hết cho các chị lần ơi. Cho chị vào cái áo này vào đây đi. Đây. Cho chị nốt vào cái đây. Liệu em có thể chốt chồng này, bê được chồng này không? Cố lên em gái. Sao bên tết rồi? Có bên nhẽ luôn. Rồi ok. Con áo này hôm nay em lại bán tặng các chị luôn con áo này cho em. Được chưa? Con áo này của em có mã số là L89. Hôm nay em lại vừa bán, vừa tặng, vừa tri ân cho bao nhiêu chị? Bao nhiêu chị các chị ơi? Khoảng độ ở đây tầm 6-700 chị thôi. Nhưng mà không phải được tầm 6-700 chị đều có, mà chỉ có tầm 20 chị được thôi nhá mọi người. Mã này của em sẽ là L89. Hôm nay em lại bán tặng các chị con áo len này L89 và kèm số điện thoại. Em sẽ xả kho bán tặng nốt mọi người con áo len này L89 nhá. Hay bán tặng nốt, tặng thanh lý cho mọi người 99.000. Nhanh tay thì được, chậm tay thì hết. L89 cho em 99.000 đồng. Quá ơi, con áo này ở ngoài các chị biết buôn bao nhiêu không? 140, 150. Em bán các chị 99.000. Ok chưa? L89 kèm M cho em bao nhiêu cân cũng vừa, dưới 65 cân mình chốt đơn. Em có chỗ đây. Ok chị Sương Nguyễn một con. Có logo người chia sẻ là có đơn nhá mọi người. 99.000. Trời ơi. Các chị ơi nhìn cho em con áo này. Mê ly cuộc đời chưa? 99.000 con này em ơi. Thôi con này em xin phép không đọc tên. Xin ôi nhắc cái củ sạc đâu. Thôi được vậy. L89 rồi kèm màu cho em nhá. Em là bán tặng các chị nó 99.000. Trời ơi cái mặt mình nó nhăn như khỉ đôi. Rồi em ơi cho chị. Cho chị màu này hôm nay chị tặng hết đi này. 99.000 tặng nốt. Con này bổ sung màu cho chị đi. Áo em mà có bán thì nữa em làm được các chị dưới 230. Thề luôn. Hứa đảm bảo con kaki này làm dưới 230.000. Nào vip các chị ơi. Con này. Nào lấy cho chị cái màu đen em. Cho chị lại con màu đen này đây. Con này. Con này hôm nay làm mức giá yêu đi em ơi. Con này đang bán 149.000. Hôm nay em lại bán tặng hết. Tặng tắt tay cho mọi người. Nhưng mà em nhiều màu hồng. Em nhiều màu hồng hơn nhá. Con này là mã gì em nhỉ? L40. Hôm nay em lại vừa bán, vừa tặng, vừa tri ân các chị yêu. Trời ơi, con áo len này không thể che ở đâu được các chị ơi. L40. Từ 40 cân đến 60-65 cân các chị chốt đơn nhá. Em bán tặng các chị nghe giá giúp em này. Công nó là 149.000. Nhưng mà em không quan tâm lắm, được chưa? Em là em bán cho các chị giá yêu. Mã số cho em là L40. Màu hồng em có nhiều hơn và con này em bán tặng. Con len của em là len lông thỏ các chị này. Chấp len rất là đẹp, 40 cân đến 60-65 cân các chị chốt đơn. Em bán tặng các chị con nào này, L40. Em bán tặng nốt cho mọi người. Bao nhiêu tiền được nhỉ? 125.000. 125.000 con áo len em đang mặc. Len lông thỏ hàng đẹp nhá. Tặng nốt các chị 125.000.
Mã L40. Ok chưa các chị ơi? Em có nhiều màu hồng hơn nhá. Cái này em sẽ chốt nhiều màu hồng hơn, tại vì màu hồng có nhiều. Màu xanh than và màu đen có ít. Chị nào lấy L40 thì mình chốt là L40 cho em nhá. Chị ơi, có thể là trường hợp đấy là em hết hàng, chưa bù hàng được. Có nghĩa là lúc đấy lên đơn cho mọi người, ý là hàng có về, bên kia báo, bên đầu bên Quảng Châu báo là có hàng, nhưng mà đợi đến khoảng độ 2-3 hôm sau nó lại báo là hàng đấy nó không về nữa. Đâm ra lúc đấy là mới gọi cho mọi người nhá. Nên là nhiều hôm là các chị thông cảm cho em chỗ đấy. Cũng là muốn bù hàng cho mọi người thì mới gọi điện chốt đơn. Nhưng mà là đến cái lúc mà muốn để gọi lại cho mọi người thì cái nó lại báo là không có hàng nữa. Đấy, nên đâm ra là em lại cái lúc đấy thì mới gọi. Nên là mong mọi người thông cảm cho em nhá. Mã này mình sẽ lên cho em là L40, bán tặng các chị 125.000 ngày hôm nay thôi. Ok chưa ạ? Áo gió nâu đợi em một chút xíu em sẽ lên. Con này mỗi chị cho xin một chút chia sẻ live stream nhá. Con này màu đen với màu tím than em có ít. Chủ yếu là em có màu hồng. Chị nào lấy màu hồng là chắc chắn mình có đơn. Hôm nay em bán tặng con len lông thỏ này cho các chị bao nhiêu? 125.000. Được chưa ạ? Các chị có thể đi so sánh giá cho em. Len hàng Quảng Châu, hàng chất đỉnh như này cho em nhá. Nó là dạng thông hơi. L40 em có rất là nhiều. Màu hồng em có 200 cái. Nên mọi người cứ lên thoải mái cho em. Miễn là lên đúng mã cho là có đơn. Không cần đọc tên nhé mọi người ơi. Tại vì là đọc tên là nhiều khi em có sức để lên mã khác đâu. Được chưa? Màu đen, màu tím than, màu kia có ít. Chủ yếu là em có màu hồng nhá. Nên là chị nào lấy màu hồng là chắc chắn mình có đơn. Áo quần bó em lên nhiều lắm đấy. Trời ơi các chị nhìn con chất cho em này. Sờ thôi đã thấy mê ly cuộc đời rồi các chị ơi. Đây, các chị nhìn cho em này. Mê ơi, nhìn cái thớ cho em nhá. Nhìn cái thớ len này. Thứ nhất là nó dày, thứ hai nó ấm, mà bán với giá bao nhiêu? 125.000. Cái giá mà các chị mua một cái em vẫn ship cho mọi người, riêng con này. Tại vì bây giờ lạnh nhá mọi người, mua một cái em lại vẫn ship đơn nhá. L40 cho em, 125.000 chất này. 65 cân quay đầu cho em mặc con này, không đẹp gửi lại hàng cho em luôn. Ok chưa? Rồi. L07. Không thể gọi điện cho đơn, mai em gọi lại cho chị nhá. Áo treo kia em có lên. Ok chị Hồng Mùi một con, chị Lê Trinh cho em xin số ạ. Cái quan trọng là mình phải có số nhá. Không có số là em không chốt đơn được đâu. Hôm nay có bộ nỉ bông ấm đấy ạ. Ok, áo lên sau em có lên mã là gì em nhỉ? Hôm qua cái mã này là H49 ạ. H49 cho em 199.000 ạ. Áo lên khoác em có lên nhiều lắm ấy. Rồi em có đấy chị Thư Nguyễn nhá. Lên áo kaki đi rồi. Ok, bây giờ em sẽ lên mỗi chị Chelsea một nút chia sẻ live stream đi. 125.000 ạ. Đúng không các chị? Màu nó rất là đẹp, tông màu hồng. Nó không quá là hồng xến, hồng vừa. Hồng này kiểu hồng cam ấy mọi người. Cái kiểu màu nó rất là lạ và rất là tây. Ok chị Hiệp lợi một con L40, 125.000 chị ơi. Cứ lên đúng mã cho em là L40, nhớ để lại số nhé. Mặc kiểu gì cho em mặc được, quần bó đẹp, mặc cái gì cho em cũng xinh. Màu này là màu tím than cho em ạ. Phí ship nhà em là 30k nhé mọi người. Màu tím than cho em màu đen và màu em mặc là màu hồng. Nhưng màu hồng em có nhiều hơn nên các chị cứ chốt màu hồng là chắc chắn mình có đơn. Đó, 125.000. Hôm trước em đang bảo là 149.000 đấy. Áo dạ à, áo len beo em chưa lên, em chưa. Hôm nay bây giờ mới lên đâu chị ơi. Mới lên mã này là mã thứ 2 thôi. Rồi chị Trần Mỹ một con, chị nhà nào một con em chốt đơn nhá. 125.000 đến nơi, các chị cứ mở ra. Nếu mà chưa tin tưởng mình cứ mở ra bảo kiểm tra hàng là ok. Đồ trẻ con hôm nay không. Đồ trẻ con hôm nay không lên đâu. Em chỉ lên đồ trẻ con vào buổi chiều thôi. Đọc tên chốt đơn cho các chị luôn. 48 cân mặc đẹp. Rồi. Chị nào lấy L40 rồi, qua mẫu lên em ơi. Cho chị con áo dạ lên đây này, các chị ngất ngây luôn cho em. Áo dạ em chỉ có cổ vét thôi, không có cổ tủ nha. Đây. Mỗi chị đi qua cho em xin một nút chia sẻ live stream với chị. Con này em hứa bán cho các chị giá yêu, con này. Con này là siêu đẹp nha. Trời ơi. Con áo dạ này là hôm nay các chị sẽ là ngất ngây cho em, nhớ. Con áo dạ này. Con áo dạ này em cũng chưa kịp là đâu. Trời ơi. Con áo dạ này các chị phải lên mã gấp cho em nhá mọi người ơi. Mình phải lên mã gấp cho em. Con này là D29. Hôm trước nếu mà bình thường chị nào có xem live stream á, là hôm trước chưa đến mùa em bán là 275.000. Đúng không? Nhưng mà nó là mã nó tương tự thôi, chứ không phải là cái dạng này. Hôm nay em lại bán tặng các chị luôn. Lên con beo ok, lên con beo luôn. 64 cân quất thoải mái cho em. Len này em cứ gọi là 65 cân mình chốt đơn. Con này là chốt là D29 cho em lái nhá. Mochino em bán rồi, mã là VIP 1. Con D29, chị ơi lược bớt những cái mẫu này rồi treo lên cho em nhá. D29 Q100 em còn. Phao lót lông kaki đợi em một chút xíu. Em bán tặng các chị luôn con áo dạ Hồng Kông này. 100 con D29 này. D29 này cho em 199.000. 199.000 áo dạ Quảng Châu cao cấp D
29 ạ, 199.000. Chị nào không lấy đừng hối hận, là vì sau hôm nay em lại bán cho chị có 200.000 một chiếc áo dạ này. Dạ này là dạ ép hàng Quảng Châu nhá. Áo len vừa rồi là 125.000, chị L40, 64 cân chốt đơn thoải mái cho em. Và con này là D29 cho em là 199.000. Nhìn con áo dạ cho em dưới 65 cân mình chốt đơn cho em nhá. Con này chị nào không lấy đừng hối hận. Đây các chị nhìn hàng cho em này. Khi đến nơi các chị mở ra cho em như thế này, hàng nó đẹp như thế này, thì các chị cứ nhận hàng cho em. Từ form, từ cúc nhá, D29 á, 199.000 một áo này. Không thể tin được đúng không các chị, đẹp lắm nên mọi người lên mua đi. 199.000 cho em D29. Quá đẹp, xuất sắc các chị ơi. Màu đẹp quá, ok chị cà rốt một con em chốt đơn nhá. Con này nặng gần 1 cân thôi, 40 cân để mặc cho em là chiếc áo len ở bên trong. L40 62 cân vừa chị lạnh lùng ơi, thoải mái cho em, 65 cân vẫn ok. Ok em có lên đầy đủ mã lúc chiều đăng nhá. Rồi D29 em không có chị ơi, có mỗi bộ kem thôi ạ. Rồi chị kim thỏa một con này, 199.000 cho em. Các chị nhìn cái chất dạ cho em nào. Đó, bên trong Melly chưa, kẻ Burberry luôn. Rồi chị Catin một con, chị Bích Phượng một con này, chị Quế Anh Nguyễn một con em chốt đơn. Cardigan nhà em có hàng luôn. Rồi bây giờ em sẽ lên kaki. Con kaki nhà em thì các chị ngất luôn, ngất luôn nha. Đây. Siêu phẩm. Được chưa ạ? D29 cho em là con này có ít nhất, đẹp nhỏ. Con dạ ép nhìn bên trong cho em này. Hàng Hồng Kông nó khác hẳn hàng may ở chỗ là, cái thứ nhất là về hình thức, thứ hai cái quan trọng nhất nó khác nhau không nói, em đã không đề cập đến là cái chất, nhưng cái quan trọng là cái hình thức và cái form và cái chất nó làm các chị ơi. Đáng đồng tiền đúng không? Hôm bữa chị mua 245.000 đẹp nhất khách đấy. Hôm trước em không biết là nhớ 245 hay là 275, nhưng hôm nay em bán tặng các chị 199. Ok chưa? 199.000. Rồi, đây con này nhà mình là em ấy. M1 đúng không? Con này M1. Thị trường đang bán 400 mấy, ít nhất cũng phải là 430, 440. Con M1 này em bán tặng các chị luôn nhá. Màu cho em đấy. Đỏ, rêu, cam. Con này em sẽ có 4 màu, thay cho chị em á. Đỏ, rêu, cam cho em, hiện tại bây giờ về được 4 màu như thế này. Thì mình sẽ chốt là 4 màu cho em con M1 nhá. Bán tặng các chị đi. Con E1 cho em. Em mới về cho mọi người có mỗi size M. Size M nhưng mà 65 cân vẫn vừa. Được chưa các chị? Size M nhưng 65 cân vẫn vừa. Mã này các chị sẽ lên cho em là E1. Thoải mái chị ơi, 64 cân thoải mái cho em. E1 em bán tặng các chị 229.000. E1. Chị nào lấy E1 mình cứ lên đúng mã cho em là E1 và kèm số điện thoại cho em nhé. 229 chị. Lượng bớt cái này cho em là ghê kệ. E1 và kèm số điện thoại cho em 229.000 size M. Cái này các chị dưới 65 cân mình chốt đơn cho em nhá. Dưới 65 cân. Màu cho em là màu nâu bò, màu cam, màu đỏ đô và màu chanh rêu. Được chưa? Mã E1. Chị nào lấy E1 thì mình chốt là E1 và kèm màu cho em nhá. Cho 229.000. 229.000 mã E1 nhá. Ai lấy E1 mình cố lên đúng mã cho em là có đơn. 229.000. Màu nhá, em có mỗi size M nhá. Cái này mình chốt màu giúp em. Cái này là mình chốt màu nha. Chốt màu nha các chị ơi. 229.000 một áo. Áo kaki trần bông siêu ấm, con này gọi là bắt ca đi. Bên trong là trần bông như này cho em nhá. Được chưa? 43 cân. 52 cân thoải mái, em 50 cân nhá. Màu em nó mặc là màu nâu bò. 229.000 mã M1. Chị nào lấy M1 mình sẽ chốt là M1 cho em nhá. Mặc ấm lắm. Mặc một lúc cảm giác nó rất là nóng ấy mọi người, tại vì bên trong nó có trần bông này. Đó, 229.000 cho em mã M1. Đằng ngoài cho em đẹp lắm, các chị nên mua nhá. Không ai bán bắt ca ở dưới 229.000 đâu các chị ơi. Em mồi vào kèm màu cho em nhá. Không có size S, em có mỗi size M. Rồi em sẽ mặc màu xanh rêu cho mọi người. Móc cho chị cái này mà móc nhá. Màu xanh rêu nè. Trời ơi, sao nó mềm thế ta. Con này siêu mềm, nó bên trong trần bông cho em nè. Đó. Bao nhiêu tiền? 229.000, nhìn con trần bông cho em nè. Ôi cái lông của nó mềm lắm mọi người. Mềm ơi là mềm luôn. Mềm dã man con ngan ấy mọi người. Em ơi, nhìn cái màu E1 của em này. Chết ngất thôi các chị này. Trời ơi, 229.000 đồng. Ok chưa ạ? Màu rêu cho em nhá. 4 tông màu luôn. Đó. Màu nào cho em rất là sang. Được chưa ạ? 229.000 mã E1. Chị nào lấy E1 mình cứ lên đúng mã cho em là có đơn. Cái này là Bacca Kati nhá mọi người ơi. Đó, được chưa ạ? 229.000. Màu xanh rêu, màu nâu bò, màu cam và màu đỏ đô. Chị nào lấy M1 màu nào mình chốt cho em màu đấy. Không, con này lần này em về lại không có màu màu đen đâu. Áo da đen mặc màu gì nổi. Chị da đen thì mặc cho em là màu nâu bò này.
Mặc cho em màu nâu bò đi, màu nâu bò hoặc màu cam rất là hay ho luôn. 229.000 cho em mã em 1 được chưa? Đằng sau là theo logo cho em như thế này. Chị nào lấy em 1 mình cứ chốt là em 1 và kèm màu cho em nhá. Ok, chị Bích Thảo một con ạ. Rồi, chị Hoa Hải được một con luôn, chị Hằng Bùi một con nâu bò. Các chị nên chốt con này. Thứ nhất là chị nào đi xa mặc cũng được, cái này mình thoải mái lắm, trời mưa các thứ ok, mặc rất là sạch, những cái màu rất là yêu nhá. 229.000 cho em một con áo kaki, nó rất là nặng. Các chị cứ về kiểm tra sờ tay các thứ cho mà xem. Belly cuộc đời luôn. Em một nhớ cho em là cả số nhá, 229.000. Nhận hàng, chị nào chưa yên tâm mở hàng ra kiểm tra hàng cho em. Bảo nhưng mà trước khi kiểm nhá, bảo mô tả gọi lại cho shop em nhá. Trời ơi, miễn ship không em? Em bán 260 em miễn phí ship. Em bán có 229.000 thôi mọi người ơi. Đừng bắt em miễn phí ship nha. Cái này em có mỗi size M. Hàng này về được mỗi size M thôi. Dưới 65 cân mình chốt đơn. Size M là cái size tầm trung. Chị nào mà gầy quá mặc thêm cho em áo len ở bên trong nhá. 229.000 ạ. Phí ship là 30k thôi. Đó, mình thích màu gì mình cứ đổi trả thoải mái. Trước khi bên em gọi là ok. 229.000 cho em mã M1. Chị nào lấy M1 màu nào mình cứ lên đúng mã, kèm số điện thoại cho em là có đơn. Rồi em có thấy chị Thủy Thu nhá. Service vào các thứ cho em đều rất là ok luôn. Để chị. Rồi, đây ơi chị ơi. Em mua vào kèm màu cho em 229.000 thôi, mê ly cuộc đời nhỉ. Mê ly cuộc đời luôn các chị ạ. Đấy, màu rất là tây cho em nhá, màu cam. Cái này là vải kaki á, chất liệu nó đẹp lắm. Chất sờ lên nó rất là mướt tay mà 229.000 đồng. Ấm. Chị nào ở miền Bắc là lên lấy con này. Thật sự luôn ạ. Chị nào ở miền Bắc là nên lấy con này cho em á. 57 cân vừa không em, thoải mái. Em đang báo các chị 65 cân cơ mà. Tại vì cái form này là dáng của nó là dáng vừa cho em thế này. D29 mình cứ comment đi ạ. Nếu ngày mai còn bên em sẽ gọi đốt đơn cho mình nhá. Con này mình sẽ lên cho em là gì? E1 kèm màu. Em sẽ mặc sang màu đỏ nữa để em qua mẫu nhá. 229.000. Bên trong tất cả là trần bông, bên ngoài là kaki mềm. Nó sẽ có hai loại, một là loại kaki mềm và một loại là kaki gọi là nó thô ấy. Kaki thô, nhưng mà dòng kaki này nó kiểu là nó pha thêm ít gió rồi nên là các chị yên tâm, nó rất là mềm. Sờ ở ngoài là không ai tưởng tượng là mình mua 230, khẳng định luôn. E1, cái đấy mình đâu có lấy đâu. E1 vào kèm số điện thoại nhá. Nó tự đưa cho mình nữa chứ. Màu đỏ cho em này. Màu đỏ đưa cho em nhá. Đây đấy chị ơi. Bên trong cho em này, các chị nhìn cho em nào. Đó, 229.000. Áo dạ bên trên là 199.000 cho em. Mã H. H mấy ta? H44 ấy. Rồi, chị nào lấy em một. H49 à. H49 cho em. Đây, màu đỏ đô cho em, màu rất là tây. Cứ lên đúng mã cho em là em một cho em nhá. 229.000. Đằng sau có thêu logo đầy đủ như thế này. Đó, cứ lên đúng mã cho em là em một cho em nhá. 229.000 đồng, màu rất là tây. Màu tây vô đồ luôn, con này. Trời ơi. Màu quá sang. Mua ở ngoài các chị mua 3-400 đấy, ít nhất phải là tầm 350. Rồi cứ lên đúng mã cho là em một, còn ngày mai mình thích màu gì mình bảo với các bạn bên em. 229.000, rất mềm, rất ấm, rất sang, rất là đẹp dáng. Cặp chị nào mà cao một tí vẫn ok và chị nào gầy một tí cho em vẫn ok nhá. 229.000 mã em 1. Hàng đẹp quá chị ơi, kiểu này cô phải về Bắc. Cô phải về Tết. Này cô phải về Bắc ăn Tết mới được. Dạ vâng. Em một vào kèm hờ cho em nhá. 229.000 rồi em qua mẫu luôn. Chị ơi, cho em cái con chị Hinh. Cho em cái con gì nhá? Cái con, à đây cho em cái con vest màu xanh đi. Đó, con manto màu xanh nhà mình á. Ê chị có mẫu trên kệ, chị có mẫu là trên kệ không? Đó. Thấy không? Không thấy thì là cho em mẫu đấy đi. Đeo này hả? Chị nói em chẳng nghe gì. Cho em cái màu, chị ơi. Cho em cái màu này chị Hinh, cho em cái màu bè bè. Em ơi lên báo này, lên cái mã gì đây? Lên beo này, lên cái mã gì đấy công ơi. Buổi tối là được nhắc tên công nhiều nhất. Chị hỏi công cái mã len beo này cho em xin mã mấy. Anh, len beo. Chị nói thế anh công có nghe không được. Có chưa có lên mã. Trời ơi. Sẽ có màu đen và màu nâu. E đi, mã E đọc nó dễ em ạ. L, nhiều khi đọc nó cong hết cả lưỡi. Đọc nó L, L. Nếu như các chị còn tạm comment sang M đấy. Bêu, à, có comment cho em là bêu vàng và bêu trắng cũng được nhỉ. Vàng và trắng lên, hả?
xin mã em ơi. Con này bán tặng các chị nốt nhá. Con này thị trường nói chung là bán có 280-300. Em là bán giá lãi được mỗi cái tình cảm. E7 cho em lại đi, bán các chị nốt. 100 E7 cho em nhá, 125.000. Em bán các chị 125.000. Mã số cho em là E7. Có beo trắng và beo vàng, được chưa ạ? 125.000 con áo len như thế này cho em. Ok chưa các chị ơi? Mã số cho em là E7. 125.000 một áo len chất rất rất là đẹp nha. Không bao giờ cai được. Ok chị Nguyễn Nga, từ đây đến dịp Noel các chị còn phải mua nhiều. Ờ chưa? Mã số cho em là E7 cho em nhá. 125.000, áp dụng chị nào chia sẻ livestream mọi người nha. 125.000, nếu không chia sẻ livestream thì cộng giúp em thêm 20.000 nhá, là 145.000. Hôm trước đang bán là 169 rồi. Mã này mình sẽ lên cho em là E7, kèm màu sẽ có màu trắng và màu vàng. Chị nào thích màu nào mình chốt cho em màu đấy. Thứ nhất là ấm, thứ hai là nó hợp thời trang, và thứ ba là không bao giờ nó bị nhão cho em nhá. Chất len này, sờ vào là sướng đời như thế này. Ok chứ chị Giang, một con E7 này. Ok, chị nào lấy E7 mình chốt, chị Anh Phạm một con luôn. 125.000 chị Quỳnh Chi một con beo trắng ạ. 125.000 cho em. Hàng chuẩn đẹp như này cho em nhá. Cho chị một mã quần bò đi em ơi. Trời ơi, xuất sắc các chị ơi. 125.000 một con áo beo. Màu cho em là màu vàng. Màu vàng và màu trắng. Chị nào lấy E7 beo nào mình chốt cho em màu đấy, được chưa? Hay comment ngắn gọn cho em là vàng và trắng thôi. 125.000 một áo đấy. Trời ơi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi các chị ơi. E7 cho em ở kèm màu. Ok chị Nguyễn mỗi màu 3. 125.000 nhá. Rồi chị Lê Hồng một con trắng ạ. Chị Lê Thảo một beo trắng. Ok, 125.000 cho em một con áo beo đẹp như thế này. Ok chưa các chị gái ơi. Rồi E7, chị nào không lấy đừng hối hận nhá. Áo phao mấy dứa chị? Áo phao 229.000 ạ. Ok chị Minh Lê một con E7 này. Rồi chị Bích Phượng một con E7 cho em ạ. Quần em đang mặc là 220.000 nhá. Đấy, chị nào lấy E7 mình cứ lên mã cho em. 125k một chiếc áo beo đẹp như thế này. Beo trắng và beo vàng. Chị nào thích màu nào mình chốt cho em màu đấy. Len của nhà em các chị này. Đây, có gọi là phải như thế này nhá các chị ơi. Áo khoác sau là 229.000. Từ từ chị ơi, mình muốn like gì mình phải từ từ cho em còn xoay người chứ ạ. Em lên cho các chị với tốc độ rất là bản thờ. Tại vì là một mẫu em có rất là nhiều. Bây giờ về một mẫu không, không phải giống ngày trước. Làm về một mẫu chỉ có 10 cái để phục vụ 10 chị. Bây giờ em về một mẫu đấy cả 100 cái và 200 cái thì em phải like lâu hơn một chút để những chị vào sau mình có thể xem được nhá. Nên là mọi người có xem chậm một chút xíu thì các chị cũng hoan hỉ cho em. E7 các chị ơi, 125.000 đồng cho em đi. Quá đẹp, form đẹp, và em lột trái cho các chị xem này. Đấy, các chị nhìn bên trong cho em. Bây giờ sẽ lên một con manto Quảng Châu giá siêu rẻ. Đây các chị này, bên trong cho em vẫn là cái chất len beo nhá, không phải là bên trong nó là cái chất khác. Cái này là dòng len beo rồi các chị ơi. Mặc nó không bao giờ nó bị lỗi mốt. Mặc mùa này, được chưa? Đến mùa sau, đến mùa đông năm sau mình vẫn mặc được. Tại vì là cái này nó không chạy theo hot trend. Nó chỉ là chạy theo nhu cầu. Chị nào thích mặc beo, đi mặc quần thổ cho em đẹp nè. Quần dao đẹp, quần nhúng đẹp. Và giá rất là yêu, 125.000. Một chiếc áo beo dài tay. Chất len rất là dày cho em nhá, được chưa? Chị nào lấy E7, mình cứ lên đúng mã cho là E7. Công nhận cái con này nó mê các chị ơi. Em nói thật, chị nào mà mua con này phèn nhất 180, hoặc ít nữa là tầm 170. Ok chưa? Em bán tặng các chị 125 cảnh một con áo len. Ờ dạ, ok chị Hiệp Lợi một con beo vàng ạ. Có xẻ trước người không chị, beo này không? Nhà em là một cái mẫu là trung thủy, là nhẹ nhàng. Đó. Ok chị Văn Hoàng con em ạ. 60 cân nhà em không nhận đơn quần nhá. Quần em mặc dưới 55 cân thôi. Rồi chị Mi Lê một con beo này. Chị Hiệp Lợi một con vàng nhá. 125.000 cho em một mã số cho em là E7. Nếu hết trắng thì bỏ cho em vàng cũng được nha, không phải hết nhé. Ok chị Anh Phạm một con E7 ạ. Giờ chị Trần Diệu một con E7. Chị Lê Nguyễn em chốt đơn nhá. 125.000 ạ. Màu rất là đẹp, rất là tây. Khi các chị nhận hàng còn choáng hơn em. Em nói thật sự luôn. Này, một cục của nó chỉ có 5 cái như này thôi mọi người ạ. Đấy ạ. Ok chị ơi, cho nốt con E7 lên đây cho em ơi. Để cho nó trúng kệ luôn. Chị Mai Thanh có hàng E7 hai màu. Chị Thúy Mi ok ạ. Chị nào lấy E7 mình cứ lên đúng mã cho em nhá. 125.000 một áo. Em bán tặng nốt. Em bán tặng nốt, con này em có nhiều, được chưa? Nên là các chị cứ lên đúng mã cho em là được. Chị Đỗ Luyến một con E7 ạ. Chị Nguyễn Hưng một con E7 này. 125.000 cho em. Còn những chị comment trên là có thể là chốt đơn rồi, không thể cai đúng không? Các chị đừng cai. Các chị mua hàng ủng hộ em để em còn lấy tiền lấy chồng nhá. Các chị ơi, đừng cai em. Mình xem cũng được, hôm nào mình có nhu cầu mình mua cũng được, không sao các chị. Không sao, cho em xin một mắt xem là ok rồi, là vui quá rồi. Ok chị Chân Chân một con E7 ạ. Chị nào lấy E7 mình lên đúng mã cho em nhá. 125.000. Chị nào mà da trắng một tí mình mặc màu nào cũng được.
Chị nào mà da hơi ngăm ngăm quất cho em cái quả màu trắng này. Cái bèo trắng thì nó lạ lạ ấy, nó không quá là màu sắc sặc sỡ quá. Váy nhung, công lấy váy nhung chưa? Đang làm mã nha các chị ơi. E7 cho em 125.000 một áo á. Đáng nhẽ ra con này trước khi like á là em đính chính là không. Con này mình lấy bán 160, nhưng mà tự lên các chị hỏi nhiều quá em bán có 125. Ok chị Nguyễn Ly một con beo vàng ạ. Rồi chị Hà Ngơi một con E7 màu vàng, màu nào cho em rất là sáng, 125.000 một con. Được chưa? Được chưa? Chị nào lấy E7 mình có chốt là E7 cho em nhá. 125.000 ạ. Ok chị Lê Thảo đổi sang vàng. Thần mà các chị đừng mua hàng ủng hộ em còn có tấm chồng nha các chị ơi. Đừng có ca nhá. 125.000 mã E7. Rồi em qua mã luôn. Lên con Manto này. Hôm qua là em lên muộn quá ấy. Chị Kim đưa hộ em với con Manto màu xanh. Hôm qua là em lên muộn quá ấy, nên là nhiều chị không chốt được cái con vest Manto này. Nên là hôm này cứ bảo là lên đi em ơi. Con này nhá mọi người. E7 các chị lưu ý là cho em xin số. Mẫu đây tí nữa em bán chị không phải gấp. Cái mẫu kiểu đó. Cái mẫu thều mới ấy. Con này các chị nhá, là chị nào lên đúng mã cho em là phải có số đấy. Có số điện thoại thì mới chốt đơn con này. Trời ơi con này đẹp lắm các chị ơi. Chị hình cho em một cục lên đây cho các chị xem. Con này em lại có 56 cái nữa là hết hàng. Không có hàng về nhá. Nên là chị nào tranh thủ chốt lẹ tay thì có hàng. Con này em có 56 cái. Chốt đơn cho 56 chị là em hết hàng. Trời ơi. Mặc vào nó kiểu giống như cô giáo các chị nhỉ. Đi làm văn phòng các thứ đấy. Con này các chị sẽ lên cho em mã là gì nhỉ? D21 em bán tặng các chị. Áo này là áo vest hàng Quảng Châu cao cấp. Hai bên sẽ là hai cổ đệm như này. 139.000. Con này các chị dưới 65 cân mình chốt đơn cho em nhá. D21. Được chưa? Cái này là áo vest hay các chị gọi là manto cho em cũng được. Nó là áo kiểu manto nhưng chính xác hơn nó là vest. 139.000 mã D21. Con này em có ít nhá. Chị nào lấy nhanh thì mình phải chốt nhanh và luôn cho em con này. 139.000. Ok chị Thanh Hiền cao một con em chốt đơn nhá. Đây các chị nhìn cho em này. Vest này các chị nhận hàng là nghiện em. Với giá 139.000 là không có đâu. Hàng may nó đã đảm bảo là tầm 180 các thứ rồi. 200. Đây chuẩn hàng Quảng Châu đây các chị nhận hàng nó sướng đời như thế này. 139.000. D21 cho em nhá. Chị Nguyễn Phương cho em xin số ạ. Dưới 65 cân các chị chốt đơn. Tôi đẹp nhất là 60 cân đi. Dưới 60 cân em nhận đơn nhá. Chị Thảo Huyền một con D21 ạ. 139.000. Ở dạ. Rồi. Ôi giời chết dở rồi chị ơi. Nó trợn mất cái cúc của em rồi. D21. Chị nào lấy D21 mình chốt là D21 cho em nhá. Về nếu mà cái cúc này có lỏng quá thì các chị chắc là lúc nãy là nó ép vào đây. 64 cân đổ xuống cho em ạ. Có manto dáng dài. Nhưng chị nào mà thích mã này mình cứ chốt là D21. Này chị ơi, em cho cái này đi. Cái này nó bị rơi cúc. 139.000 cho em nhá. D21 chị nào hộ em cái đấy. Đẹp cực kỳ chưa. Cái này các chị thả ra cho em đẹp. 139.000 D21 nhá. Rồi chị Thanh Nghi một con D21 ạ. Rồi chị Nguyễn Phương một con D21. Chị Phạm Nguyệt có hàng. Chị Nguyễn một con 139.000 cho em. Only màu xanh. Only một màu xanh duy nhất cho em. Được chưa? Đây bên trong cho em là hai lớp này. Tất cả là hai lớp nhá. Hàng Quảng Châu các chị thấy không? Lót của nó này tem mác đầy đủ này. Cho chị tiếp lên D21 lên đây đi em ơi. Cái này thì có duy nhất màu xanh cho em thôi. Chốt đơn mình màu xanh thôi. Em thấy màu xanh em hay hot mà. Không có số em không chốt đơn được nha mọi người. Nặng nhờ. Ăn bát bát đi. Cứ lên mã hay là D21 là được nhá. Chị Nguyễn Hiền một con cho em xin số á. Chị Như Kính Phan một con này. Chị Nguyễn Nguyễn có luôn. Chị Queen Queen có luôn. 139.000 cho em. Cái này khoác váy được đấy. Ví dụ như các chị mặc váy 2 dây ở bên trong. Rồi sau đấy mình có thể mặc cho em là váy kiểu váy dạng của nó vintage đấy. Hoặc là chân váy xếp ly dài các chị khoác cái này cũng rất là xinh. Miễn là mình phối cái tông màu bên trong làm sao cho nó hài hòa được với cái màu xanh. Em thấy màu xanh này dễ chốt mà. Mình có nghĩa là mình có thể dễ mặc với đồ khác ấy. Ví dụ mình mặc ở bên trong là váy màu đen cho em kiểu váy 2 dây ở các chị khoác con vest này ở bên ngoài. Nhìn cầu vai đúng không? Mặc nó rất là đứng dáng tại vì hai bên có hai đệm như này. Rồi chị Hương Ly có luôn này, chị Doan Nguyễn có này, chị Thỏ Hồng một con ạ. Bên em có bộ đồ nhé. Rồi, chị Yến Nguyễn cho em một con D21, 139.000 con này. Mua một cái này nhé, em vẫn ship cho mọi người đấy. Đó dạ. Đẹp quá nhờ, hôm qua cháy hàng con này, không biết là hôm qua đã chốt hết chưa. Thôi hôm nay cứ lên liều đi. Còn hay không thì ngày mai chị nào được sẽ chốt đơn cho các chị yêu ở đây có một cái cúc. Nhưng mà lúc nãy chắc là vào đây nó bị rồi. Em 51 cân. Chị nào lấy D21 mình chốt lệ cho em nhá. Con này em không có nhiều đâu. Con này em nhận đơn dưới 60 cân các chị chốt cho em nhá. 139.000. Trời ơi. Các chị nên mua con này em khuyên thật sự ấy. Bên trong này đẹp lắm. Mở cái áo ra cho em là như này.
hàng của nó bên trong mát sườn nhá. Hàng này đợt trước em đang bán buôn cho khách là 190 được chưa? Chị nào lấy em, con này mình sẽ chốt thêm là D21. Rồi, kèm màu kèm số điện thoại cho em nhá. Em có mẫu luôn cho các chị luôn đi. D21 cho em là ok, 139.000 được chưa? Rồi, em có mẫu luôn nha. Đây, bỏ cái cúc vào đây. Cứ lên đúng mã cho em là D21 là được nhá. Bây giờ tiếp tục, các chị có muốn lên áo dạ không? Con này là con 257. 257. Con này em làm cũng còn ít thôi. Trời ơi. Con áo dạ ép này. Con dạ này em bán tặng các chị luôn 199.000 nhá. Chốt nhanh cho em D25. 199 ạ. Áo bắt ca là em 1. Con này các chị sẽ lên cho em là gì? Áo trắng treo đấy là em chưa có lên. Mã này mình sẽ chốt lại em là D25 nhá. 199. Áo dạ ép duy nhất một màu thôi. Bây giờ chỉ chơi một màu dễ mặc nhất thôi các chị ạ. Con này mình sẽ lên cho em là D25 nhá. 199.000 D25. D25 chị lấy móc hộ đấy vào em ấy, khi em bán lại. D25 cho em nhá, 199 ạ. D25. Quần da em mặc 220 nhưng mà có một cái mẫu tương tự là 160, tí nữa em sẽ chốt cho mọi người mẫu đấy. Cái này mình sẽ chốt cho em là D25 nhá, 199. Con này em có ít thôi á. Thề là có rất là ít. Tặng nốt các chị luôn. Con này em nhận dưới 60 cân. Phao mới em có một mã là rút dây. Ở dạ, chị nào lấy con này mình sẽ chốt là D25 cho em nhá. Áo khoác đằng sau là 229.000 mã M1. Còn con này mình sẽ lên cho em là D25. Đây. Áo dạ của nó bên trong có túi này, về thích các chị túi thì mình có thể cắt đi cho em nhá. Nhìn hàng này. Ở trung hàng này mê ly lắm. Hàng này khách hàng nhận hàng thì có chỉ có mà ưng thôi. 199.000 tự nhiên mua được con áo dạ S này, các chị nhìn cho em này. Nó là kiểu dạ gạo S á, mặc lên nó rất là sang. Đây. Màu cho em là màu kem nhá. 199.000 nó sẽ khác với cái lúc nãy. Lúc nãy màu nó sẽ là tươi hơn, còn màu này nó sẽ là chìm hơn nhá. Được kiểm tra hàng cho em. Được chưa? Chị nào lấy con này mình sẽ chốt cho em là D25. Ok chị, sao mỡ thịt một con. 199.000, giá này em chưa bao giờ bán đâu. Giá chưa bao giờ bán nhá mọi người. Ít nhất là hôm trước là sale lần cuối là 245. Bây giờ bán tặng nốt các chị 199. Được chưa? Có chị nào mà mua được, có chị nào mua con này nha em chưa? Được chưa? D25 cho em 199.000 nhá. Khoác vest màu trắng em không có, form dạ dài có luôn, tí nữa em sẽ lên. Rồi, con này là dạ gạo ép cho em. Cái dạ gạo thì nó rất là đắt nha mọi người. Áo em mặc chỉ chốt một size, chị trăng sáng một con D25 199. 199.000. Áo hàng Quảng Châu cao cấp cho em như thế này. Rồi chị Lily Nguyễn một con. 199 cho em nhá. Form này thì không có dáng dài đâu ạ. Form này không có dáng dài cho em nhá. Dạng này chỉ có dáng như này thôi. Đấy, chị nào lấy D25 mình sẽ chốt là D25 cho em 199.000. Bao mê và bao phê các chị nhá. Đây, bên trong cho em này. Tất cả là cái vải kẻ caro như này nhá. Có túi hết đầm đủ này. Có tang mát xịn sò. Nói chung là các chị nhận con này chỉ có mặt sướng. D21 dưới 60 con các chị chốt đơn ạ. Con này mình có chốt là D25 cho em nhá. 199.000. Váy này em còn 20 cái. Váy này em còn 20 cái thôi. Cái này các chị lên cho em mã này là váy tím này. À đâu có mã. Cái này các chị lên cho em là váy tím nhá. Em xả nốt. Em xả nốt váy len này cho mọi người. Với giá là 3. Em xả nốt cho mọi người váy này 39.000. Mã số cho em là váy tím. Nhanh được chậm hết nhá. Con này em khoảng độ là 10 cái. Mình mua rồi, chất rất là đẹp. Em hỏi chị cắt tin. Con này mình sẽ lên cho em là váy tím. Áo khoác dạ đấy cho em là, nếu mà áo này sẽ là 199, áo này là 229.000. Còn mình có lên cho em này là váy tím mà em 39.000 đồng, em tặng nốt. Con này khoảng độ là 20 cái. Hôm nay em xuống kệ tới là còn đồng khoảng độ 20 cái rồi làm bán tặng nốt các chị con váy len này đi. 55 cân trở về cho em nhá. 39.000 mã váy tím. Áp dụng chị nào chia sẻ livestream mọi người ơi nhá. Nên là chị nào lên đúng mã cho em và có logo người chia sẻ livestream là được. Con này các chị mặc và các chị khoác manto bên ngoài đẹp, nếu mà chị nào mà thích màu tím. Tại vì là trước khi mà đến mùa đông ấy là em đặt nhá mọi người. À D25 hôm nay mới về thêm đấy chị. Cứ lên mã cho em là váy tím. Nhớ đi kèm đơn quần áo cho em nhá. Lúc nào em lên là việc của em nhá. Chị Bích Phượng ơi đừng có dục ạ. Ở dạ, con này các chị cứ giữ khoảng độ cho em là 56 cân mình chốt đơn. 56 cân mình chốt đơn, 56, 57 cân mình chốt đơn cho em. 39.000 đi. Các chị nào mà mix đồ đi bóp không ai nghĩ mình mua 39.000 đâu. Mình thích thì mình chốt thôi. Được chưa? 39.000 đồng cho em nhá. Mã số cho em là váy tím. 39.000 quá rẻ các chị ơi. Đấy, ai lấy váy tím thì mình chốt là váy tím cho em nhá. 39.000 đồng.
cứ lên đúng mã xem là váy tím và kèm số cho em 39k. Cái này là em tặng nốt nhá, còn độ tầm 20 cái. Con này khoảng độ là 20 cái thôi. Đây con manto này cho em nhá. Manto, manto. Manto này hôm qua nhà mình là mã gì em nhỉ? Manto này thì khoảng độ 65 cân cho em thoải mái đấy. Chất nó đẹp lắm con manto này luôn đấy các chị ơi. Manto này cho em chất đẹp, mê ly cuộc đời. Có kèm đai cho em nhá. D20. Con này em lấy cho chị cái túi ở trong nó đi. Đây này, cột cột đó chị. Cái này em luồn ra rồi em cột kiểu đằng sau ấy. D20. D20 cho em con áo vest này nha mọi người ơi. Con áo manto chứ. Em là sẽ có đen và có nâu. Bán mức giá 279.000. Hàng Hồng Kông cao cấp nha. Được chưa ạ? Áo phao là em 1 cho em. Đó, con này mình sẽ chốt cho em là D20. Em thì hơi luồn so với chiếc áo. Ui, mặc cái dáng này đẹp hơn em này. Cái này có túi nhá. Mọi người về các chị cắt khuyết dùm em nhá. Bên trong là có túi á, túi gọi là túi dấu. 279.000 D20 sẽ có đen và sẽ có nâu. Kèm cái đai cho em như thế này. Mình thích thắt đai đằng trước cho em cũng được, mà mình thích thắt đai đằng sau cho em cũng được nhá. Không thấy chốt đơn thì Nguyễn Phượng cho em xin số đi ạ. Mình cứ comment cho em mã này là D20. Các chị nhìn hàng cho em này. Size S, size M đúng không nhỉ? SML 3 size. Form này các chị cứ dưới 65 cho mình chốt đơn nhá. D20 và kèm size cho em có size S, size M và size L. Nói chung là đối với dòng manto này mà bán 208 là không có. Khách hàng cứ phải mua gọi là 1,2,3 triệu ra shop thì mới biết là shop tiền đúng không? Tại vì cái dòng này nếu mà chưa shop những cái kiểu phong cách Hàn Quốc như thế này thì nó rất là đắt. Không bao giờ dưới 500.000, em khẳng định các chị ra shop mua không bao giờ dưới 500.000. Nếu hàng may nữa là mua là 507. Nhưng mà cái này là hàng Hồng Kông cho em. Hàng may thì không bao giờ đua và cái form với chất của nó không bao giờ bằng hàng Quảng Châu đúng không? Chị phải công nhận như thế đúng không? Size S, size M, size L 3 size cho em nhé. 279.000. D20. Chị nào lấy D20 mình cứ chốt là D20 cho em. Hai bên cầu vai này đều chưa? Ở dạ, có hai cái cúc tạo điểm nhấn cho em này. Giá này các chị như này. Rồi các chị làm thành kiểu váy cho em được hoặc mình khoác như thế này cho em. Chị nào mà đậm người hơn một tí ấy, mặc rất là đẹp. Em thì hơi gầy so với áo. Hơi lùn ấy, kiểu là hơi lùn. Chính xác là hơi lùn. Được ạ. Ok, chị lời D20 này. 279.000 cho em nhá. Có đen và có nâu nặng lắm. Con này phải cân 3, không qua cân rồi. Cái này là không có dáng ngắn á. Cái này em chỉ có dáng dài. Đây là chị nào thích D20 nhớ cho em xin số nhé chị Lê Trinh thôi. Size S, size M và size L. S là khoảng độ các chị có dưới độ tầm 58 cân. M là khoảng độ dưới M, L nó cũng xem nhau. Tại vì hôm qua em có đo rồi. Tầm dưới 65 cân nữa chị chốt đơn em ạ này. Tại vì cái dáng manto của mình mặc hơi rộng đúng không? Manto bao giờ nó sẽ mặc rộng hơn một chút xíu. Và các chị sẽ thắt tùy chỉnh cho em ở đằng sau này. Bóp ly thoải mái cho em nhé. Tùy vào cái đai ở đằng trước. Hoặc mấy em thể lát cho em. Em 1m57 ra các chị ơi. D20 này. Có thể làm đằng trước cho em như này cũng ok. Dạ. Rồi chị Đức Mạnh một con D20 56 cân. Chị Anh Phạm một con D20 chúng nó không có tin em các chị. D20 cho em nhé. 279.000 D20. Bên trong có túi đầy đủ cho em ớt. Vậy các chị cắt khuyết cho em nhé. Em sẽ mặc màu đen thôi các chị. Màu đen thì nó sẽ không nhìn thấy. Trời ơi, màu nâu nó đẹp lắm các chị ơi. Nên mua hai màu, chị nào có điều kiện mua hai màu cho em. Trời ạ. Ở chưa các chị ơi, đẹp kinh khủng khiếp luôn. Con D20 này. Áo tiền triệu mà bán có 280.000. Ở chưa. Ở chưa các chị ơi, đồ bên chị đẹp lắm hôm nay đây. Em đang chuẩn bị quần jean để bây giờ lên luôn. D20 cho em nhá. Quá rẻ đúng không các chị. Siêu rẻ, siêu đẹp. Trời ơi, D20 quá đẹp các chị ơi. Về thắt cho em cái đai này. Em ơi luồn cái đai vào chị ơi. Chị nào lấy D20 mình cứ chốt là D20 cho em nhé. Mặc thêm áo len ở bên trong. Các chị có thể mình phối. Mình phối thêm áo len ở bên trong cho em rất là đẹp. Được chưa? Ai lấy D20 cứ lên đúng mã cho em là có đơn nhé. 279.000 thôi. Các chị cho em xin mã hai cái váy len này nhé. Ở dạ, áo khoác ra đi rồi đợi em một tí. Đó, 279.000 mà đẹp như thế này. Mã D20. Ok chưa các chị ơi. Hà nó phải như này các chị mới yên tâm này. Đó, D20 là cái màu cho em nhé. 279. Có nâu và có đen, màu nào lên dáng rất là đẹp. Mã này là quần boy nhưng mà mã này đắt hơn đấy công ơi. Em ơi, mã này đắt hơn ý. Công. Mã này là chị nhà bác thôi cũng mày. Mã này em bấm bụng mà tặng các chị mẫu này. Có mấy gì thôi à, có mấy quần ấy. Q37 cho em nhá, 149 đi. Bấm bụng bán. Nhập vào 145 rồi, quần này đắt hơn. Quần này làm theo thôi cũng được. Nó làm được. Giá này đẹp cho em nhá, 149.000.
Q37, chị nào lấy Q37 mình sẽ chốt là Q37 cho em. 149 nhá. Áo trên áo treo tường này các chị có comment là H mấy em nhỉ? H49 199.000. Còn mình lên luôn cho em mã này là Q37. 149.000 dáng boy. SML cho em nhá. S là các chị cứ khoảng độ dưới 52. M là mình dưới 54 và L là mình dưới 50 55 cân mình chốt đơn em đó, 55 56 cân. Shop em sang ngân hàng Vietcombank. Từ Sơn không? Cách khoảng độ 20 cây ạ. Rồi, chị nào đấy Q37 mình sẽ chốt size cho em 149. Đáng nhẽ ra cái quần này đắt hơn nhưng mà thôi em vẫn bán cho mọi người 149 nhá. Tại vì là công nó trong không biết giá nó bán tặng vẫn là giá 149 đồng giá ấy. Con này nhập đắt hơn đấy. Theo logo cho em này. Theo logo hình Mickey cho em như thế này, có size S, size M và size L. Dáng quần là dáng boy cho em nhá. Đấy, hôm qua mới bán jean rách thì lại hỏi là jean không rách. Bây giờ lên jean không rách thì lại hỏi là jean rách không em. Q37 à, áo kia là chất dạ cho em nhá. Nhớ cho em xin số nhá mọi người. Không có số này em không chốt đơn ở đâu. 149.000 một quần. Trời ơi, quá rẻ. 149.000 mã Q37. Lên đúng mã cho em và kèm số điện thoại nha. Rồi, tiếp tục cho em sang mã này. Chị ơi, bỏ cho em luôn mã này. Cho xuống. Mã này em còn ít này. Em thanh lý nốt. Áo sau lưng em là 199. Áo này em thanh lý nốt. Nè, dèm dèm bớt đi mà đi. Áo này các chị lên cho em mã này là gì ạ? Vâng, con này từ 40 cân. Chị cứ đi đến đâu nhỉ? Chị cứ đi đến chỗ đại học à. Chị cứ inbox thì nhắm bên em chỉ được. Con này từ 40 cân đến 60-65 cân. Các chị chốt đơn em con áo len này. Em bảo tặng chiên đầu like. Chị ơi, có mấy con này mang nốt cho em nhá. 59.000. Mã số cho em là len 59 đi. Bán tặng nốt 59.000 cho em con len này nhá. Khoảng đồ em còn 20 cái á. Áo bắt ca là 229.000 chị ạ. Mã số cho em là len 59 nhá. Ai lấy con len này mình sẽ chốt cho em là len 59 và kèm số điện thoại cho em 59.000. Dành cho chị nào mà thích cái màu nó tối ấy. Chị nào mà thích màu tối thì mình chốt luôn cho em quả này 59.000 nhá. Vài len em có đấy. Len 59 và kèm số điện thoại cho em 59 cành. Trời ơi quá đẹp. 40 cân đến 60-65 cân các chị chốt đơn 59.000 mặc trong và các chị khoác áo khoác ở bên ngoài rất là sang. Đó, cái cổ nó là như này. 59.000 cho em nhá. Mã số cho em là len 59. 40 cân đến 60-65 cân, chất len rất là đẹp. Ok chị Nga hàng một con này. Quần thì cứ chốt là Q37 cho em nhá. Chị Hương Kim một con 59.000 ạ. Rồi chị Mai Phương một con, nhớ lấy cho em hai sản phẩm nhá. Chị Phạm Danh một con luôn. Chị Đào Tú một con len 59, 59.000 đồng cho em thôi. Mã số cho em là len 59 nhá. Chất len này, nói chung là dòng len F0, đồ nam em không có đâu ạ. Chị nào lấy len thì comment là len 59 cho kèm số điện thoại. Hôm nay em bán tặng hết mọi người luôn. 59.000 cho em nhá. Chất siêu siêu đẹp, 40 cân đến 60-65 cân các chị chốt đơn. Rồi con này em tặng nốt cho mọi người luôn. Con này hôm nay em tặng vừa bán vừa tặng con len siêu xinh này. Hôm trước mình lên mã là gì không nhỉ? Ê ơi, con len này đó chị ơi. Con len bánh bèo hôm nay em lại bán tặng nốt nhá. L20 á. Hôm nay em lại bán tặng nốt các chị con áo len này luôn. Chị nào mà hôm nay vui vui à có phao. Chị in cho em một mã phao rút dây vào đây nhé, phao mới. Đây, con này các chị phải lên gấp cho em lại luôn, được chưa? Con này em bán tặng các chị luôn nhé. Vừa bán vừa tặng vừa tri ân. Từ 40 cân đến 60 cân các chị chốt đơn cho em con áo len vàng, được chưa? L28 em tặng nốt 69.000 thôi, tặng nốt L28 nhé, 69.000 đồng. Chị nào lấy L28 mình cứ chốt là L28 cho em 69.000. Từ 40 cân đến 60 cân các chị chốt đơn nhá. 69.000 con này. L28. Bác nào mà thích màu vàng mình chốt cho em, tại vì cái này có mỗi màu vàng thôi. Màu vàng nó mặc nó không bị xỉn da, nhìn cái da nó rất là sáng. Chị nào mà kiểu da ngăm ngăm một tí á, mặc con này cho em cực kỳ là sáng luôn. L20 mấy nhỉ? L28 69.000. Tay bèo cho em như thế này nhá. Ưu tin chị nào chia sẻ livestream nhá. Rồi chị Trúc Mai một con ạ. 69.000 cho em len ép. Cái này là len ép cho em nhá. Tay hơi bèo như thế này nè. Đó, chị nào chia sẻ livestream là em đóng ngay. Rồi, len L28 cho em 69.000. Chắc đẹp lắm. Cố gắng lấy hai cái nhá mọi người. Rồi chị My lên một con ạ. 69.000 cho em. Khoảng độ em có khoảng độ 20 cái. Sao quá em chẳng nhớ. Ở tầm 20 cái. Sơ vi cũng đẹp.
Các chị mặc thảo buông cho em đẹp, lịch sự lắm. Miền Nam, miền Bắc đều mặc được ok cho em nhé. Rồi chị Thương Đoàn một con luôn này. Chị Chân Chân một con dồn đơn L28 cho em nhé, 69.000 em tặng nốt đấy. Rồi chị Muôn Sinh một con này. Chị Tím Phong Lan một con ạ. Rồi chị Ngọc Hân một con, chị Nhau Anh một con này, 69.000 cho em là nhá. 69.000, được chưa? Chất len rất là đẹp. Không phải 69.000 mà mình mua vớ vẩn đâu, không có. Chất len rất là mềm cho em nhá. Ok, chị Hiếu Hoa một con len L28 cho em 69.000 đồng các chị ơi. Chất rất là đẹp luôn. Rồi sau đấy em sẽ chuẩn bị lên cho các chị một mã phao siêu cung. Phao có hai màu thôi hả chị? L28 ạ. Ồ quên lớp. L28 á chị ơi, 69.000. Tự nhiên con áo trong màu vàng, ta lại mặc thêm con áo ngoài màu vàng nữa. Con này đợt trước mình lên là mấy nhỉ? Em mấy ta? Con này em chỉ bán đúng 2 màu nhá. Con này em là chỉ bán đúng 2 màu. Trời ơi. Hả? Màu gì? Sao trên đấy nó bảo bây giờ còn 2 màu này? Ờ nhà mình còn màu gì? Này, cho chị lên lên. Mua áo nó đang gặp trục trặc. Đấy không? Con này đẹp lắm đấy chị ơi. Rồi. Con phao này dìu ấm cho em nhé, con rút dây. E2. Có xanh có vàng. 139.000. 139.000 mã E2. Chị nào lấy E2 thì mình chốt là E2 cho em không? E2 và kèm số cho em nhé. Đồ trẻ con em đang E2. Em sẽ có màu vàng, màu xanh, màu đỏ này. Nhưng mà màu những cái màu này nhà mình có nhiều không? 139.000 cho em một con áo phao như thế này. 139.000 mã E2. Phao rút dây dưới 60 cân các chị vừa. Riêng mã này các chị nhà em 60 cân vừa đi các chị ơi. Đây. Màu đen cho em này. Màu này mình sẽ cho em là màu ghi nhá. Màu ghi. Màu ghi cho em này. 139.000 màu ghi. Đây là màu ghi. Này, bà ơi móc cho tôi lên cái mẫu này. Màu đỏ, màu ruốc, màu xanh ngọc với giá là 139.000 mã số cho em là E2. Cái này 60 cân vừa các chị phải tin em là 60 cân vừa. Đó. Và cho các chị ơi. Đấy, dưới 60 cân chốt đơn em 139k. Pha em có tầm thế không? Bán cho chị E2 139.000. Hôm nay ở trên đấy nhiều việc à em? Màu đỏ này. Quá điêu nó bỏ bom ấy. Màu xanh này. E2 và kèm màu cho em nhá. 139 cành ạ. Áo nâu trâu sau là áo bạn bắt ca cho em 229.000 chị ơi. Áo này là áo bắt ca cho em 229 nhá. Con này mình cứ chốt là E2 cho em đi. 139.000 con này đẹp lắm. Ấm cực kỳ cho em. Ấm sạch và đẹp. Được chưa ạ? 139.000 quan trọng là 60 cân vừa. Lâu lâu mới có cái mã nào mà 60 cân cái chị gái của em vừa đấy. Hầu như có cái mã phao kia có 55 cân. Nhưng con này 60 cân vừa cho em. Mặc ấm lắm ý. Thỉnh thoảng mình có ra Hà Nội chơi hay về quê em chơi hay ra miền Bắc chơi, đi chỗ nào lạnh lạnh một tí mặc con này thôi. Trời ơi sắc xíu. Có 139.000 thôi mà mua được cái con áo phao đẹp như mong đợi như thế này còn gì bằng, đúng không các chị? Đúng không? Ra chợ làm gì có giá này. Người ta đang nhập buôn ở ngoài đây là hàng 16 là 160. Màu xanh cho em này. Ngày mai mà những cái màu này không có mà chớp vào tao. Màu này màu đỏ chị ơi. Màu đỏ này. Màu này các chị sẽ cho nhà mình còn có một màu tím tím thôi em. Chị phao một màu tím tím vứt vào đây cho em luôn. Màu này là màu cam cho em mọi người nhá. Phao mũ, cái mũ lông này mình tháo rời cho em được mà. Màu này là màu đen này. Màu này là màu xám này. Ok, em sẽ mặc đầy đủ các màu. E2 và kèm màu kèm số điện thoại cho em là 139.000. Em ơi bán cái giá này đúng là mấy chốc mà có tiền lại chồng không các chị. Xám bán đến giá. Thật ra áo trong em mặc là 69.000 mã L27 em, L28 đúng không? Đó. Vâng, đây là cái kiểu khác em bán. Bán luôn, máu luôn, chơi luôn. Ngại gì mưa rơi. 139.000 múc luôn. E2 cho em nhá, phù hợp với chị nào mà dưới 60 cân đấy ạ. Màu xám hay màu ghi cũng được. Đấy có không chị, nhưng mà thôi em bán rẻ thôi. K5 bây giờ hỏi em là em chịu thua. Em cái đầu em không có nhớ đâu. Em ngu, không phải là em ngu mà em không nhớ giỏi. Nhớ ai không? Kiểu nhớ giá thì em nhớ rất là được. Nhưng mà kiểu nhớ mãi em không nhớ đâu. Được chưa? E2 cho em màu xám này. 40 cân vừa chứ. Phao thì thoải mái, dưới 60 cân cho em là. Đó.
Đổi áo kia lấy hai áo phao này đi em. Rồi ok, chị thích đổi kiểu gì cũng được. Miễn là mai bên em gọi điện chốt đơn mình đừng đổi nhá. Lúc nào mà có cái chữ cảm ơn nhé mọi người. Qua mẫu đi em ơi, không muộn. Trời ơi, đang cái lúc mà nó cao trào các chị. Nó đang lúc thăng hoa, các chị dập tắt tắt một phát luôn. Từ từ em mới qua mẫu được chứ. Em ơi cho chị màu khác lên đây, chị mặc này. Chết rồi, các chị cứ dục như này. Màu xanh này. E2 cho em nhá. Khổ lắm thôi. Muộn em cũng biết muộn, nhưng mà các chị đang trong chăn ấm đệm em, các chị phải từ từ ra. Em đang đứng run hết cả người đây. Phải từ từ, những chị nào vào xong mình có xem được mẫu. Sau này bảo nhiều khi em bán nhanh như một cơn gió, chị vào chưa kịp mẫu em đã qua mẫu rồi. Chưa kịp xem đã qua mẫu rồi. Chết chưa. Đây, áo này phải có dây kéo đó. Nhưng mà em không kéo vào thôi. Đây. 138.000 đố ai mua được, được chưa? Về có mua con áo này các chị xem. Áo kia là 229.000 cho em nhá. Đây. Ở dạ, 139.000 cho em con này, mã E2. Đó, mặc nó ấm lắm. Mùa đông đã có em lại lo việc của các chị chỉ cần ngồi ở nhà. Đấy. Ở chưa? Ngồi ở nhà và chờ đợi cho em thôi. Đó, 139.000. Đưa mời đây em ơi. Mã số cho em là E2 nhá. 139. Màu cho em là màu gì đấy ạ? E2 dưới 60 cân, 57 cân quất luôn cho em. Màu em mặc là màu xanh nè. Màu này mình chốt là màu xám. Màu này mình, cái đấy em bán chưa? Bán rồi. Bán rồi á? D29, D25. Màu vàng cho em này. Màu này mình sẽ chốt cho em là màu cam. Em rơi lại các màu nữa là em qua mẫu. Áo phao trên móc thì khoảng độ dưới 65 cân. Màu này mình chốt cho em là E2 màu đen. Ok chưa? Màu này mình chốt cho em là màu đỏ. 139.000. Em không biết là em có bán rẻ nhất, cái rẻ nhất miền Bắc cho mọi người hay không, nhưng mà em nói thật, cái giá này mà mua 140 là quá rẻ đối với một chiếc áo phao nhá. Được chưa? Nên là chị nào ưng thì mình sẽ chốt cho em là E2 139.000. Ok chưa? Bằng cái áo phao mà em bán bình thường B35 ấy. Đáng lẽ ra cái này phải đắt hơn, form nó to hơn, có rút dây, nhưng mà em vẫn bằng giá cho mọi người 139.000. Ok chưa? Mã số cho em là E2 nha. Rồi em mặc nốt màu đen là qua mẫu. Tại vì là nó nhiều nên là các chị phải thông cảm. Ở dạ. Lên áo phao màu tím đi. Ok, em sẽ lên, các chị em cũng biết mà. Đấy, em biết là sẽ lên một cái mã phao tri ân, là phao cho các chị, mua cho các bà, các mẹ. Ở dạ. Đây, màu đen cho em này. 139.000. Em không có phao nam đâu ạ. Đây các chị ơi. Phao nam thứ nhất là vốn cao, thứ hai size số nó là nga lồng hoảng. Nhiều khi sale lỗ vanh tấn nóc luôn ấy. Đây. Đó, màu đen cho em 139.000. Trời ơi. Phao mềm nha. Mặc không sướng gửi lại phao cho em luôn. Không ấm gửi lại hàng cho em, ok chưa? 139.000 thôi nên các chị nên mua. Ở cho đọc lại màu đen có mẫu nha. Đen, xanh. Màu này mình chốt cho em là E2 màu đỏ này. E2 màu cam. E2 màu cam cho em. E2 màu vàng các chị này. E2 màu vàng này. Bán như thế này lãi được mỗi cái tình cảm. E2 màu xám. Đó. Không thích mũ lông, tháo mũ lông cho em được. Tháo lông được, được chưa ạ? Và E2 màu đen. Mũ lông, lông mà nó tháo rồi, vô tư thoải mái. Còn màu tím này còn nhiều không chị? Còn nhiều không? Cho chị xin mã con này là phao tím luôn à. Con phao hàng công ty ấy. Giống hôm trước em bán phao nam đâu mọi người ấy. Hãng này là cái gì nhỉ? Việt Tím phân phối. Công ty Mai Anh Đức, hàng công ty nhá. Con này có nhiều không? Em làm mức giá ưu đi. Tặng nữa các chị đang xem live. Nhưng mà con này khổ nỗi là dưới khoảng độ các cô, dưới khoảng độ 5... Các cô dưới khoảng độ cho em là 55 cân thôi. 55 cân thì mặc hơi chậm đấy thôi. Cứ các cô, tại vì các cô sinh xong là bụng các thứ nó to hơn em, như thì cứ tầm 53 cân đi. E8 bán tặng nốt 99.000 thôi. E8 đi. Em bán tặng nốt 99.000, có phao dáng dài. E8 cho em nhá. Các chị có thể mua cho mẹ, mua cho bà, mua cho cô của mình. Nhưng lưu ý giúp em là các cô chỉ dưới 53 cân nhá. Mã số cho em là E8 99.000. Phao hàng công ty ạ. Khoảng độ cho em dưới 53 cân mình chốt đơn nha. Đây. Size M, nhưng mà dưới cái này đang bán ở ngoài là 535.000. 535.000 ạ. Xù lông không xốp. Xù lông ấy ạ. Lông làm gì mà xù chị? Lông lúc nào mình giặt mình tháo đi chứ. Bỏ vào máy giặt cho nó nhả hết lông đi à? Hỏi câu xù lông là nhiều khi em không biết trả lời đâu.
99.000 cho em dưới 53 cân, các chị chốt đơn cho các bà, các mẹ, các cô mình. Ra shop làm gì, mua con này nó sale với 300 mấy. Thôi em bán các chị 99.000. Mỗi size M giúp em nhá. Bắp bù lù hình con, biểu tượng con trâu là các chị đã biết thương hiệu gì rồi, Việt Tín phân phối. 99.000 cho em nha, E8. E8 cho em 99.000 màu tím nhá. Chị nào thích màu tím thì mình chốt. Phao này gọi là phao siêu nhẹ. Được chưa? Cái này em có ít thôi. Có ít không chị nào? 15 cái, được 15 cái. Chị nào lấy E3, à quên lộn, E8 mình sẽ chốt là E8 cho em. 99.000, được chưa ạ? Hôm trước đang bán con này là trăm mấy đấy. Không có màu khác chị ơi, đúng rồi, mình màu tím ạ. Nếu mà có, chị ơi cho em một mã phao dài nhá. Nếu mà có màu khác là em đã lên rồi, nhưng mà nó chỉ có một màu thôi. Nên là chị nào ưng thì mình sẽ chốt nhá. E8, quần bò em có lên một mã. À chị Nhung Bo là chuyên gia bom hàng rồi, lần sau em không chốt đơn cho mình đâu nha. E8 ạ. Em là bảo các chị, các bạn bên em không chốt đơn cho chị đâu. E8 cho em nhá. Bom được à, một đơn thành công. Đơn thứ hai lại bom, lại chuyển hoàn. Lại đơn thứ ba lại đặt tiếp. Không biết là như thế nào. E8 cho em nhá mọi người ơi. 99.000 mã E8. Đẹp nhở. Ơ con phao này có giống đây. Ui hôm trước đang bán 130 mấy đứa. Eo thì bán cho các chị lỗ mất rồi này. 99.000 mã cho em là E8. Lưu ý giúp em, giúp em 53 cân đổ về. 53 cân trở về nhá. 53 cân trở về cho em thôi. Mũ tháo rồi ạ, dòng phao siêu nhẹ 99.000. Dưới 53 cân mọi người nhá. Lưu ý giúp em là dưới 53 cân. Trên 53 cân đừng chốt giúp em nhá. Hoặc nếu mà cô nào mà eo tầm tí là tầm 54 cân vừa. Nhưng mà con này em nhận đơn dưới 53 cân mình chốt đơn. Mà chị nào bom hàng em lần sau em không có chốt đơn đâu nha. Được chưa? Biết là cần cất khách thật. Nhưng mà khách nào bom hàng không lý do chính đáng là nhà em không chốt đơn vào lần sau đâu. Chị lắp mũ lông vào cho em nhá. Chị nào lấy E3 mình sẽ chốt là E3 cho em. 99.000. Dáng dài nhà mình còn màu đen không chị nhỉ? Dáng dài em lại không có màu đen. Ơ có chứ. Hôm trước em với chị sếp đang có mà. Rồi em qua mẫu nha. Rồi qua mẫu cho các chị gái luôn. Mã này mình cứ lên cho em là E3. À quên E8 cho mọi người. Phao nam em còn hai cái màu xám. Được chưa ạ? Chị nào lấy E8 mình sẽ chốt là E8 cho em. Lên một con mã len siêu đẹp này. 58 cân, mặc cho em là cái phao E2 thì vừa. Con này là L163. Áo đẹp lắm các chị ơi. Con áo len lông thỏ mà em bán tặng các chị con áo này. L163 cho em nhá. 40 cân đến 60-65 cân các chị chốt đơn. Eo ơi đẹp quá. Len lông thỏ bán khách hàng 129.000. L163 129.000 cho em. Có màu đỏ và màu nâu. Con này từ 40 cân đến 60-65 cân các chị chốt đơn nhá. Có đỏ và có nâu cho em mã L163. Đấy cho chị xin cái móc gỗ em. Con len lông thỏ này không bao giờ dưới 200k. Em bán cho chị 129.000. Phao nam 75 cân em không chuyên nữa rồi. Con này mình sẽ chốt là L163 cho em nhá. 129.000 đẹp lắm. Len lông thỏ chất đẹp, có cái móc ở trên giường lại không để ý. Khi tìm. Đây màu nâu cho em này. Màu nâu và màu đỏ cho em nhá. Đó. Mã số cho em là L163. 129.000. Đây các chị ơi. Chất đẹp chưa? Đó các chị nhá. Em không có thun nhá. Bây giờ em đang phục vụ các chị miền Bắc đang lạnh. Đây L163 cho em có đỏ và có nâu. Các chị nhìn cái họa tiết nó sang đúng không? Ví dụ tí nữa các chị khoác một chiếc áo phao ở ngoài nhìn nó cũng rất là sang. Sang mà đẹp các chị ơi. Có nâu và có đỏ cho em 129.000 len lông thỏ nhá. Cứ nói len lông thỏ là các chị đã biết cái độ sang, độ đẹp. Có thêm mấy cái cúc ở đây tạo điểm nhấn cho cái tay nhá, không đơn giản như này. Đó, 129.000. Áo len lông thỏ cho em hàng chất đẹp. Chị nào lấy con này mình cứ chốt là mã số cho em là gì nhá, L163. Đứa nào bảo chị chốt con này hết để em biết đường. Con này nhà em đang còn mỗi màu 50 cái mà chúng nó lại bảo hết à. L163 cho em nhá. Ở dạ, chị nào lấy L163 mình cứ lên đúng mẫu cho em là có đơn. Sẽ có màu nâu và sẽ có màu đỏ cho em. Với giá là bao nhiêu ạ? 125k. À 129.000 cho em. Trời ơi, rất đẹp chưa các chị ơi. Màu nâu cho em thì nó có kiểu nâu gen à. Đó, màu đỏ cho em. Mỗi màu nó sẽ đẹp một cách khác nhau. Được chưa? 129 cành cho em. L163 nhá, đẹp chưa? Ok. Em qua mẫu luôn cho các chị như này, 65 cân thoải mái. Ô tự kê cho em mã này. Màu nào cho em cũng xinh, mặc nó rất là được đẹp. Mặc đi làm, đi chơi các thứ cho em đều ok. 129.000. Rồi em qua mẫu luôn nha. L163. Con này cho em xin mã chị.
Con này em phải đứng lên cái ghế, các chị mới nhìn được cái form. Xem cái ghế nhựa chị. Đúng rồi là nó gãy rồi. Con này bán tặng đi. Vâng. Con này em sẽ bán tặng cho mọi người nhá. Con áo pha này cho em nè. Đây không tặng. Ôi, đẹp quá. À mà đứng lên thì nó chỉ ở trong tranh đó mọi người. Không em sợ nó gãy ghế lắm. Người có sức ạ. Con này bán tặng các chị luôn đi. Con này từ 40 cân đến khoảng độ cho em là 60 cân nhá. Trời ơi, nhìn cái lông của nó này. Ê ơi, cái hàng này nó đẹp lắm các chị ơi. Con lên này, nếu mà con phao này ý, mọi người mua ở ngoài, em chắc chắn là 1 triệu 4 đến 1 triệu 6. Áo phao Hồng Kông cho em này. Ở chưa? Hả? C à? E9 thôi em nhá, bao tiền? À, E9 đi. Em bán tặng con phao này cho mọi người luôn. 300. Bán tặng bao nhiêu rồi nhỉ? Con E9 bán tặng mọi người đi. 300. Mấy rồi ta? Thôi bán tặng cho chị 369.000 đi. 369.000. Chị ơi cho em cái con phao này ở trong túi em với. 369.000. Mã số cho em là E9. Chị nào lấy E9 mình sẽ chốt cho em là E9 cho em nhá. Trời ơi ấm lắm các chị ơi. Tháo mũ được chưa ạ? Con này tháo mũ lông cho em thoải mái đi. Màu không chị? Có màu không? Màu đen mã khác rồi. Màu kem đen xem có đúng mã này không? Đây, trời ơi. E9 cho em cái này màu hồng đi. Kèm số điện thoại cho em 369.000 có hồng và có kem chính xác chưa chị? Có một kem chính xác chưa? Ôi quả này chị Hinh mà lơ là chết rồi. Trời ơi, ngồi mãi lắm được cái móc này. Lắp cái lông vào cho chị. Màu kem và màu hồng cho em 369.000. Không đẹp gửi lại hàng cho em. Ok chưa? Không đôi bước của em là đi được 2 năm rồi. Con này các chị sẽ lên cho E9 ấm lắm ý mọi người. Thôi lại cho chị con này đi. Hôm sau mà đi chơi thì E9 em có màu hồng và màu kem thôi chị. Có màu hồng và màu kem đúng không chị ơi? Có hai màu thôi. 369.000 cho em. Trời ơi. Nào, nhìn đằng sau cho em này. Mê ly cuộc đời luôn đấy chứ mọi người. Chị nào lấy E9 mình chốt E9 cho em nhá. Em ơi, chưa bằng cái con áo bắt ca 449. Con này có 369.000 được con áo phao đẹp như thế này. Ở chưa? Hả? Thôi chị cứ chốt là màu kem và màu hồng cho em đi. 300 đâu, cái màu hồng ở trong túi đâu chị? Em bảo chị lấy màu hồng ở trong túi đâu. E9 cho em nhá. 369.000, đây màu kem này. Trời ơi. Này các chị nhìn cái màu kem cho em này. Đúng là má ơi, nó đẹp. Nó đẹp thật sự ấy các chị. 369.000 cho em. Đây, em sẽ mặc xong màu kem nhá. Cho đẹp nhỉ. Nó đang bán 900 mấy tệ này. E9 cho em và kèm màu. Đây, sẽ mặc xong màu kem cho mọi người nhá. Hàng nó như thế này. Nói chung chất đỉnh lắm. Đấy các chị này. Nặng kinh khủng khiếp luôn. Phao này ấm, siêu ấm luôn cho em. Ở chưa? E9 em bảo rồi các chị ơi. Mình xem kỹ, em đọc cân nặng mình hãy mua. Mất công chốt rồi lại hủy. Không, đồ em đi không bán. Em thấy đợt này đã không bán những cái dòng mà nó có kim sa như này nữa. Toàn bốt bóng và bốt trơn thôi. Lùn đâu, em cũng có cao đâu. Mình mặc theo kiểu của mình mà các chị. Đâu phải cao mới mặc được phao dáng dài, mà lùn là phải mặc phao dáng thấp. Cái đấy không quan trọng. Quan trọng là các chị thích hay không, đúng không ạ? Mình thích thì mình thích thôi. Không ạ, không ạ, quan trọng là ai nói gì đúng không các chị yêu. Phí ship là 30.000 ạ. E9 cho em nhá. Chị nào là E9 mình sẽ chốt là E9 cho em mặc màu kem này. Đó, màu kem đó các chị. Lên phải chơi cái quả lông. À đâu, à, tưởng chị được em lắp cái lông chặt cơ. Một con đèn, màu kem đèn nhỏ. Mặc rất là ấm đó chị ơi. Chị nào có đi xem máy các chú á, mặc con này siêu ấm, mặc váy rồi các chú. Mình mặc con này ấm lắm. E9 cho em nhá, rồi em qua mẫu luôn. 379.000. À quên, 369.000 mà E9. Chị Hinh ơi, cho em xin mã của cái váy len đỏ này đi. Đây cho em xin mã của váy len này. Váy len đo đỏ này. Con này cũng bán tặng nốt rồi các chị đi. Con này hôm nay em lại vừa bán vừa kỷ niệm các chị con len lông đèn này luôn đi. Con len S này chẳng biết nó là kiểu dạng
len gì. Nhưng mà thưa con L200 em bán tặng nốt cho mọi người. Được chưa? Con L200 em là bán tặng nốt 135.000. Con L200. Chị nào lấy L200 mình sẽ chốt là L200 cho em nhé. 135.000. L200 và kèm số điện thoại cho em. L200 sẽ có màu kem. Màu tím ạ. Màu này mình sẽ chốt cho em là màu xám. Màu xám nhá, L200. Màu xám này. 135.000 con len này. Đó, len của nó là len ép cho em nhá. Chất len rất là mềm, ấm. Màu này mình sẽ chốt cho em là màu hồng. Chị nào lấy con này mình sẽ chốt cho em là gì? L200. Em lại bán tặng nước có len thổ cẩm nhiều lắm. Cho em vào con L2 nhá. L200 em và kèm số điện thoại cho em nhá. 135.000 ạ. 135.000 con len này. Len nó sờ nó rất là mềm. Mềm cực kỳ, và các chị nhìn cái đường vân, nhìn cái áo mặc lên nó có điểm nhấn. Đằng sau đằng trước cho em này. Chị nào lấy con này mình cứ chốt là L200 cho em nhé. Tặng nốt các chị 135k. 135.000 con áo len này. Trời ơi, mang tên là xuất sắc. Màu kem cho em nhá, màu hồng. Màu hồng này. Màu này mình sẽ chốt cho em là màu xám. Màu xám cho em này. Màu này mình sẽ chốt cho em là màu tím. Màu tím nhá mọi người ơi, màu tím cho em. Và màu em nó mặc là màu kem với giá là 135.000. Em tặng nốt L2 chị, con áo len L2 cho em. Con màu tím. Áo phao D35. D35 138.000, hôm qua em online còn không? P35 đúng không chị? Áo phao đấy em còn. Chị nào lấy con này mình sẽ chốt là L200 cho em nhá. 135.000 một áo. Khoảng độ từ 40 cân đến 65 cân mình chốt đơn ạ. Màu nào cho em rất là sang. Đây. Sang đẹp lắm, lên ép của nó lên ép mà. Sờ vào nó rất là mê ấy chị này. Đó, đẹp chưa? Bên trong cho em các thứ đầy đủ tiện nghi chưa? 135.000 L200. Chị nào thích mã này mình cứ quất là L200 và kèm số cho em 135.000 nha. Rồi không thích thì em qua mẫu luôn. Không thích thì qua mẫu cho các chị luôn. À, cho chị cái con len sọc sọc đấy. Con sọc xanh đấy xả nốt cũng được đây. Con xanh thổ cẩm đấy xả nốt đấy. Chứ con sọc xanh có chữ. Vứt đây cho chị luôn. Cái con sọc xanh có chữ đấy. Dưới con nào lên thổ cẩm á. Là khoác lên thổ cẩm là con đấy. Đó, chính xác rồi. Khoác. Chính rồi. Hôm nay tặng nốt đi. Con này em lại tặng nốt các chị nhá. Con L110 tặng nốt 69.000. L110 tặng nốt 69.000. L110 69.000 cho em con này nhá. 40 cân đến 65 cân. Ôi phao nam em có đâu mà lên các chị. Bên em thì không đồng kiểm hàng, nhưng mà các chị nào thích kiểm tra hàng cứ bảo vô táo gọi lại cho bên em. Ôi lấy con này ra làm gì chị, em bán nó còn gì, có bên đây. Hay là chị đang buồn ngủ. Lâm tóc hay cả miệng. Thôi chị xin câu nữa. L110 cho em nhá. Tối qua chị chốt một cái thích lắm, không đủ đơn mà ship hôm nay muốn chốt đơn mà sợ không được gồm. Có nghĩa là không phải là không được gồm mà chị nhớ cái chanh bình nước bên kia em. Bình nước bên kia. Đây. Có nghĩa là mình nhớ cái mã đấy thì hôm nay mình đặt hàng, mình thêm một cái. Bảo em cho chị thêm một cái đấy. Rồi 69.000 cho em đi. L110 duy nhất một màu cho em nhá. 69.000 mã L110. Em tặng nốt cho các chị này. Ôi con này là 79.000, sorry mọi người. L110 79.000 giúp em nhá. 79.000. Quên mất, hôm trước đang bán 99.000 rồi. Có một màu á. À mấy mẫu đấy em chưa bán đâu ạ. Con này mình sẽ lên cho em là L110 79.000 cho em nhá. Đây nhìn giá gốc đang bán 99.000 này, chết giờ xin nữa thì lỗ mất. Lỗ nhiều quá cũng không được các chị ạ. 79.000 cho em L110. Thank you em nhiều. Chị Phương Huyền một con L110. 79.000 cho em nhá. Không phải kiểm tra. Chất thì quá đẹp mà giá yêu thương rồi. Không nhưng mà chị nào cứ chưa quen đấy mọi người. Ừ. Móc lên đây rồi chị ơi. Thì mình cứ kiểm tra hàng cho em thôi. Chị Nguyễn Như một con không vấn đề gì hết ạ. Ưng thì mình lấy, cảm thấy xứng đáng thì mình lấy cho em thôi. Ờ chưa. Mua 79.000 cho em nhá. Màu xanh. Duy nhất một màu xanh ạ. Chỉ duy nhất một màu xanh em nhá. Một màu xanh duy nhất 79.000. Cho chị con phong nó thay đổi không khí. Em ơi con Dior đi. Cho con phong Dior đi. Thì ship bên em là 30k. Đây em lên con này cho các chị nha. Công ơi mã váy nhung này đi.
Mẫu này em đang nghe nói là đang hot mọi người. Mẫu này em đang nghe nói là đang hot lắm ấy. Con gen à, con gen này đang nghe nói là hot cực kỳ. Ở chưa? Con này sẽ có size S, size M cho em. Con này váy nhung hàng đắt nhá. Con nhung này có nhiều loại, váy nhung thì có rất là nhiều loại, loại 1, loại 2, loại 3, loại 4. Con này em sẽ có cho các chị là tông màu đỏ ạ. Tông màu đỏ và tông màu áo sau là 199.000 nhá. Cho chị cái móc khác, cho chị cái móc hộ. Con này em sẽ có màu đỏ. Không. Con này em lại không lên nhá. Cái này mình sẽ lên cho em mã này là V. Con này size S, size M, size S các chị dưới 51, M dưới 54 cân thôi. Cái này không biết có làm được size L hay không nhưng mà em không dám nhận đơn size L nhá. Em sẽ có cho các chị là màu đen và màu đỏ. Mã số là mấy em nhá, V mấy. Con gen này đẹp lắm các chị ơi. Trời ơi. Con nhung này. Ok. Có màu đen và màu đỏ cho em nhá mọi người ơi. Màu đen và màu đỏ cho em. Này, gen nó đẹp lắm ấy mọi người. Ê ơi, mặc lên này các chị ơi. V29 cho em nhá. V29 195.000. 195.000 cho em chất nhung này, V29 này. Được chưa? Con này các chị cứ lên mã cho em là V29 195.000. Có size S và size M. Size S là các chị dưới 51 và size M là mình dưới 54 cân, mình chốt đơn cho em nhá. Được chưa? 195.000 V29. Form dáng mặc y xì đẹp giống cái hôm trước em có bán cho các chị S và M nhá. Đỏ và đen nhá, đỏ và đen. Đen 35, em hết màu đen. À chưa gọi thì là chị Nguyễn Trang cho em xin lại số đi. Ừ, hết màu đen nhá, em đang hết màu đen rồi. Được rồi, chị nào lấy con này mình sẽ lên cho em cái này là V29 cho em nhá. V29 đẹp lắm các chị ơi. Nhung, size S, size M, form dáng rất là chuẩn rồi. Chuẩn, chuẩn chỉnh hôm trước em mặc cái váy nhung khác ấy. Vậy nên cái này may nó chỉ em chỉ lấy đúng một nhà thiết kế này thôi. Được chưa các chị ơi? Đây, đẹp cực kỳ luôn cho em nhá. 195.000 đi, V29. Ven gen đẹp cực kỳ luôn, size S, size M. Thôi con này có phải mặc nhờ. Mặc luôn. Thôi. Này này. Em ơi. Chín. Bút chó rồi. Đây áo nhung, à quên áo không nhỉ. Áo phong này có từng đây rồi chị. Con A3. Trời ơi con A3 các chị ơi. Con A3 đây này. Đẹp quá con áo đi. Con áo này. Con A3. Chị nào lấy con này mình chốt cho em là A3 nhá. 129.000. Con phong theo. Áo đằng sau chưa. Sau áo này em sẽ mặc áo kia cho mọi người. Con A3 ôi lại đẹp rồi. Cái giác quan này chị cũng chưa để được cái áo phong nào chị mặc đấy. Toàn để cho khách hết. Con A3 cho em nhá. Áo phông hãng xịn sò. Size L em để em xem có lấy được không ấy. Tại vì nếu mà có ít ấy mọi người. Em cao 1m57. Nếu mà có ít quá thì sẽ không đặt được hàng. Đây. Đây. Con này ơi chị sẽ lên cho em là mã là gì ạ? A3 129.000 theo nhá. Theo nổi này. Mác này. Mác này. Giấy trong gói hút ẩm này. 129.000 có đen có trắng và có đỏ. Mã số cho em là A3 nhá. 129.000 mã. Nó à dúi ý. A3 và kèm màu cho em màu đỏ chị ơi. Chị nào lấy A3 mình chốt A3 hộ em phát nhá. Trời ơi. Trời ơi các chị ơi nhìn cho em này. Trời ơi. Chắc like này phải xóa đi tại vì bán hàng ngã này. 129 cành mà A3 các chị ơi. Đen trắng đỏ. Ê ôi đỉnh của chóp là đúng rồi các chị ơi. Ok chị Hoàng chọn một con trắng. Nó có cả gói hút ẩm các thứ đầy đủ cho em. Màu nó đẹp chưa? Đang mặc màu đen mà nó đẹp như này rồi. Ok chị nào không đấy là tiếc nha. Rồi chị Hoàng một con trắng cho em này. 129.000. Trời ơi chất nó gọi là long lanh luôn đấy mọi người. Mặc nó là phê mê ly cuộc đời luôn nhá. Các chị ơi chị nào lấy E3 mình sẽ chốt là quên A3 chứ. A3 good job à? A3 đúng rồi, gọi là good job cũng được. Kèm số điện thoại cho em màu đỏ, màu trắng này. Trời ơi. Gói hút ẩm giấy này. Như kiểu nó bóc hộp thật luôn ấy. Rồi chị Kim Trần một con A3 lấy màu gì chị ơi để em lấy cho mình luôn. Chị A3 chị lấy màu gì đây? Trời ơi, các chị ơi, nhìn con áo của em mới. Rồi thị nở chuột. Hồ trắng chuột. Ok chị vợ thằng đậu một đỏ một đen.
Các chị có những cái tên Facebook thật là VIP. Ok, 129.000 cho em. Mặc cứ như gọi là mặc nhũ như tắm ấy. Ê ơi, màu trắng ấy chị này. Quan trọng hơn táp ở bên trong này. Con áo nó cầu kỳ đấy ta. Này, các chị đã thấy độ sang chưa? 129.000 cho em à. Ê ơi, hàng nó như thế này, bảo sao? Bảo sao khách hàng không mê. 129.000. Mặc xong màu trắng cho các chị xem. Rồi, chị trang lưu một đỏ luôn. 129.000 cho em. Được chưa? Đây là màu đen thôi. Màu đen nó là quá đẹp như thế này rồi. Màu trắng cho em này. Rồi, đẹp cực kỳ nha các chị ơi. Rồi, chị tâm trần một con A3 màu đỏ này. Chị tâm trần màu đỏ này. Chị thanh tiên một con A3 màu trắng này. Ok luôn. 129.000 cho em. Chị đỗ luyến một đen màu trắng. Mặc đôi đẹp lắm. Chị nào mặc đôi mặc con này lên xuống đời luôn. Ok ạ. 129.000 cho em nhé. A3. Rồi chị Nam mít ra cho chị màu trắng. Ok chị gái này. Rồi chị Trang Lương có đỏ. 129.000 cho em nhé. A3 và kèm màu giúp em là có đơn. Quá đẹp luôn. Rồi 129.000 cho em. Con này màu nào đẹp. Chị Bích Ngọc một con đen. Ok ạ. A3 và kèm màu cho em nhé. 129.000. Meli thêu ấy. Thêu tay cho em nhé. Tang mát xịn xò. Nói chung là mát đầy đủ cho em như thế này. Mát sườn. Mát sườn mát không có hết. Chị Bích Ngọc một con đen này. Đây, nhìn mát cho em bên trong này. Quá đỉnh luôn. Chị Anh Phạm một con trắng. Chị nào mà tín đồ của Phong không mua con này đừng hối hận nha. Rồi 129.000 cho em thôi. Quá đẹp. Mát số chơi là A3 nhé. Chất lì luôn. Phong cách này thì chị nào mặc được. Phong dễ mặc cực kỳ mà. Em mặc xong màu đỏ nữa nhé. Màu đỏ đẹp. Màu đỏ sang. Form như em đang mặc. Em 50 cân các chị định hình nhá. Form rộng. Không phải form vừa đâu ạ. Đây mặc xong màu đỏ này. A3 cho em nhá. Ok chị Tú Anh một con A3 này. Màu gì chị ơi? Rồi chị Lộc Nguyễn một con đỏ này. Đỏ may mắn. Đỏ mặc tết đẹp lắm. Rồi. Chị Lộc Nguyễn một con đỏ này. A3 vào kèm màu cho em nhá. 129.000. Chất hơn nước cất luôn ấy. Đây theo logo xịn xò lắm. Mắc trong đêm này. Đẹp như thế này. Đó, các chị đâu? Quần bò em mới lên xong cho mọi người xong. Đây, rồi chị Tú Anh một con màu trắng này. A3 lên siêu phẩm tiếp tục cho mọi người nhé. Đây, ok chị lấy 10 quần chip được không em? Quần chip mã nào chị ơi? Quần chip em chưa có mã mới đâu. Mai mà có mã mới em sẽ lên cho mọi người đẹp nhau. Chẳng lẽ mình lại lấy đủ màu chết ta. 129.000 này. Mang cho em ngay con này về nhà đi các chị, đẹp lắm. Xịn xò ghê luôn ấy mọi người. Màu đỏ cũng được. Các chị lấy màu gì còn màu nào em mặc. Màu nào cũng đẹp. Đen, trắng và đỏ cho em nhé. Bán tí phong cho nó phấn khởi cuộc đời mà. Chất đẹp lắm luôn các chị. 129.000. 129.000 nhá. Mã số cho em là A3. Sơ vin cho em cũng đẹp á. Rồi. Rồi chị Bùi Ngà một con trắng á. Chị Kim Trần một con ok. Em còn từng lấy nhá. Con này không về thêm đâu. Con này chắc phải năm sau mới về thêm. Đẹp lắm các chị ơi, nhìn hàng này. Nhìn hàng như này là biết hàng nó như nào. Không cần post. Không cần nhìn cái gì hơn, nhìn cái hình thức đã thấy đẹp rồi, nó mê luôn ấy. Đúng không? A3 và kèm màu cho em nhé, 129.000. Rồi, em qua mẫu được các chị luôn. Chị nào lấy A3 mình cố lên đúng mã là được nhé. 129.000 mã A3. Váy len các chị ơi, lên váy len cho mọi người nhé. V1. Váy len V1 cho em nhé. Váy len này em vừa bán vừa tặng các chị luôn. Với giá về tay 99.000 mã V1. Chị nào lấy V1 mình sẽ chốt là V1 cho em nhé. V1 và kèm số điện thoại cho em. Quần đùi da em có một mã là cái gì nhỉ? SV2 à? Quần đùi da 160 mấy đó. Đây. Chị nào lấy V1 mình sẽ chốt là V1 cho em nhé. 99.000. 99.000 đồng cho em mã V1. Đó, form dáng của nó mặc sẽ như này. 40 cân đến 60 cân các chị gái chốt đơn cho em nhé. 99.000 vải len. Cái em là rất ngu với thắt nơ. Nói ai thắt nơ em ngu lắm các chị ơi, chẳng biết thắt cái gì cả. Nơ váy các thứ là ít khi mặc váy em chẳng biết thắt nơ. V1 cho em nhá, 99.000 thôi. Váy len hãng ấy. Ok chị Cherry một con V1 này. Đây, dáng váy của em là như thế này. Hơi đuôi cá một tí nhá mọi người ơi. 99.000 mã V1. Chị nào lấy V1 mình sẽ chốt là V1 cho em. Khoảng cân dưới 60 cân thoải mái cho em đấy. Tại vì cái dáng này là dáng váy len mà. Co giãn thoải mái, chất len mông tơ ghi nhá. Rất là dày và rất là đay. Rồi chị Nguyễn Tùng một con V1, 99.000. Chị Trà My một con em chốt đơn nhá. 99.000 mặc dù em đang mặc cả một chiếc quần da bên trong nó hơi đuôi cá một chút xíu nhẹ nhẹ như này. Đó,
Chị nào lấy V1 mình cố lên đúng mã cho em là V1 và kèm số điện thoại cho em. 99.000 đồng thôi. Con váy len này mà em bán tặng các chị 99.000, xương xương đẹp như này. Xương xương đẹp như này mà chấn mới chấn ca các chị ơi. Chất chất là đẹp luôn cho em nha. Ok chị Hoài Quỳnh một con V1 99.000 cho em nhá. Rồi chị Hoàng Kim Bùi một con V1 luôn này, chị Hiền Hiền có hàng luôn. 99.000 cho em chị Ngọc Hiền một con nhá. Con này em khoảng độ là tầm 20 cái. Nếu mà chị nào mà không lấy con này đừng tiếc, vì sao mà váy này có 99.000. Nếu mà giá chính của nó là 110.000 đấy. Rồi chị nào lấy V1 mình sẽ lên đúng mã cho em nhá. Bây giờ em sẽ lên cho các chị một mã siêu cấp này. Chị ơi cho con len siêu cấp này cho em ơi. Chị Hinh. Đây con len màu xanh màu kem màu hồng đấy. V1 cho em nhá. Không em chỉ một mã phao dài đấy thôi. Đây. Bây giờ con áo len này các chị mặc đi. Cho chị để lại một con này đi. Con này các chị mặc luôn. Nếu mà mọi người mặc con này áo này ra ngoài kiểu gì cũng có chị hỏi em mua chỗ đâu thế. Nhưng mà bây giờ kiểu là nhiều khi bây giờ thời đại 4.0 ấy, nhiều khi là các chị ngại ấy. Có nhiều chị là ngại nữa cơ, ngại không hỏi đâu. Kiểu là thích lắm thì mới hỏi em ơi em mua chỗ đâu thôi. Hầu như là tự cứ thấy chia sẻ livestream và cứ thấy để ý là không biết là có bán hay không. Con này quá là đẹp các chị ơi, E5 em còn hàng. E5 em còn hàng và con này em ơi, cho chị xin màu em. Cái này mình sẽ chốt cho em là màu kem. Con áo len thổ cẩm này chị nào không lấy là tiếc, con này đi chơi chắc chắn em để lại một cái rồi. Được chưa? Màu kem đúng không? Màu này mình sẽ chốt cho em là màu hồng. Em ơi nó mềm như da em bé nha mọi người. Và màu này cuối cùng cho em là màu này là màu gì ta? Màu kem đúng không? Mà đây kem nhạt. Chị ơi xem cho em không nó làm cái màu này là màu gì em với. Đây cái màu ở dưới cùng đó chị. Màu kem đúng không? Em sẽ có hai tông màu cho các chị gái là màu kem và màu hồng. Con áo len này là áo len hàng siêu cấp. Các chị về mình sờ cái con len lông thỏ hàng Hàn Quốc này cho em này. Cái form dáng Hàn Quốc là về các chị là sẽ mê ly cuộc đời. Ok chưa? Con này là hàng siêu cấp, em nói trước là hàng siêu cấp. Được chưa? Nhưng giá rất là bình thường. L75. Con len lông thỏ Hàn Quốc như thế này. Em bán các chị với giá là 205.000. 205.000 một áo như thế này. L75 cho em nhá. 205.000. Đó. Màu nó đẹp, chất nó đẹp và mặc nó rất là sang các chị ơi. Đó, các chị nhìn cho em nó dầm. Cái này là bông nổi này. Bông ở trên đây là nổi cho em nhá, nổi toàn bộ luôn này. Sẽ có màu kem và màu hồng. Một à quên, 205.000. L75 nhá. Áo len này về các chị sẽ không bao giờ thất vọng. Thôi em để một con này em mặc đi. Đẹp lắm, ấm lắm, mềm cực kỳ. 205.000 L75 số lượng có hạn. Chị nào lấy nhanh thì mình chốt nhanh cho em nhé. Ok chị Jenny Nguyễn một con. Rồi chị Nga N bổ sung số cho em đi ạ. Có một size chị ơi, một size duy nhất cho em nhé. Áo len chỉ có một size thôi. Chị ơi chị có lấy mã này không? 105.000 à quên 205.000 chứ. 205.000 len siêu cấp hàng đẹp. Các chị cứ mua con này là biết này. Ok chưa? Ok chị Lồng Nguyễn một con và nó sẽ có xanh đậm và xanh nhạt cho em như thế này. Chốt chung một màu cho em nhá. Chị Lồng Nguyễn một con, chị Ngân Hoa một con. 205.000 cho em len siêu cấp. Có cho em là màu kem và màu hồng nhá. Ok chị Hoài Quỳnh một con cho em thêm màu kem vào đây chị ơi. Là sắp hết rồi. Chị Mai em một con luôn này. 205.000 cho em nhá. Cho em nốt cái 5 cái còn lại đi. 205.000. Quá đẹp, em sẽ mặc sang màu hồng. Được chưa? Đã gọi là len siêu cấp, không bao giờ các chị mua về phải thất vọng. Và không bao giờ để các chị nói câu thứ hai. Ở chưa? Nếu mà len bình thường em sẽ không nói vào bên trong các chị này. Má, sao nó đẹp dữ ta. 205.000. Quá đẹp. Len lông thỏ Hàn Quốc cho em nha. Màu hồng này. Rồi, chị lợi một con màu kem. Chị Hân ra một con màu kem. Ok chị luôn. Màu kem và màu hồng cho em nhá, không có xanh. Má lúm đồng tiền một con xanh. Ok. 205.000 cho em là màu hồng màu kem. Màu rất là đẹp nhá. Màu kem em còn có 2 cái thôi. Nhưng đồng chí nào lấy nhanh thì chốt lẹ nha. Không hết hàng, chốt em một cái nữa rồi. Trời ơi. Quá đẹp. Hết sức đẹp, siêu đẹp. Đúng không? 205.000 các chị. Mặc nó khác hẳn đúng không? Chất ở ngoài mê mệt luôn. Khi các chị nhận hàng còn sướng hơn cả em. Thật sự luôn là như thế. Sờ vào cái chất nó xuống, nó mềm, nó mướt kinh khủng khiếp luôn.
Ở dạ, ok chị Nam biết ra một con này. Em còn một con là chốt đơn cho em nhá. Ở dạ, chị nào lấy nhanh thì mình chốt nhanh cho em thôi. L75. Rồi chị nào chốt sau dự bị giúp em, bây giờ còn hồng. Chị nào lấy hồng thì mình chốt hồng. Chiều chị chốt hai cáo gió bomber đen và xanh. Chiều mai 3 giờ gọi chốt đơn cho chị nha. Ok chị luôn ạ. Rồi con này còn mỗi màu hồng cho em. Đẹp nhờ. Eo ơi, chị nào chốt sau là vào danh sách dự bị giúp em nha. Đây lên màu hồng cho em nào. Đó, đẹp chưa các chị ơi. 205.000 một chiếc áo len siêu cấp. Chị nào thích siêu cấp thì mình chốt cho em nhé. Bây giờ còn màu hồng. Chế nào lên màu hồng mình sẽ chốt màu hồng cho em. Được chưa ạ? Ai lấy màu hồng mình sẽ chốt màu hồng cho em nhé. Bây giờ các chị có tiếp tục lên muốn lên len siêu cấp không? Bây giờ các chị có muốn tiếp tục lên len siêu cấp không mọi người? Có chị Jenna có rồi. Ok mút rồi ơi, chị Nobita. Nobita một con màu hồng. Một cái này em vẫn ship nhá. 205.000. Quá đẹp. Quá đẹp. Bây giờ các chị có muốn lên len thổ cẩm nữa nhưng mà là hàng siêu cấp không? Hay là lên hàng bình thường để em lên? Đây. Ở chưa? Ok, chị Nobita một con hồng này. 205.000 cho em nhá. Sắp đẹp nhỉ? Chị mặc màu gì đó lên? Hồng à? Đẹp quá đúng không các chị? Mặc trẻ thế thế thôi, màu kem gấp cho khách này. Đang định để làm hồng kem. Rồi, ok ạ. À. Áo da size S em hết luôn. D19 à? D19 là con màu kem đúng không chị Thim? Con tô màu kem đúng không? Kem con đấy đi chị. Lên sang gấp giảng rộng. Ok, qua mẫu nha. L75 chị nào có lấy màu hồng thì có đơn đấy ạ. Không có xanh gì ơi. Có kem mà có hồng cho em thôi, không có xanh nhá. Thế thế chị mặc màu hồng đẹp à? Ê, để là đó chị. Cho em con nỉ Sunday đi. Ok, chị cắt tin một hồng. Ui giời, đã có một chị thích màu hồng giống như em. Chắc em để lại một cái màu hồng đi. Em nhường màu kem cho mọi người nhá. Em để lại một cái màu hồng. Lâu lâu mới có cái mã mình thích thích. Rồi, lấy con áo nỉ cho em này. Áo nỉ em ơi, hôm nay thanh lý hết đi. Chị ơi, cho em xin mã với. Áo nỉ hoodie hôm nay em bán tặng hết đi. Em bán xả hết cho mọi người áo nỉ hoodie này luôn. Hàng này em toàn bán là hàng 199 đấy. Có cái chữ săn đây ấy chị. L à? N9 nhá mọi người ơi. N9 em lại bán xả kho nữa. 100. N8 là con săn đây mà chị. Săn đây. Sunny. N8 em lại bán kỷ niệm các chị nốt. N8 nhá. 149.000. Áo nỉ hoodie cho em. Cho chị xin cái móc này. Có màu nâu, màu cam và màu xanh ngọc. Áo nỉ hoodie 149.000 em tặng hết. Mã N8. Hàng 199. Em xả kho hết cho mọi người. 149.000. Chị nào nhanh tay thì có đơn hàng. Chậm tay thì có. Ok, thổ cẩm bây giờ lên luôn. Mã số là gì ạ? N8 cho em nhá. Áo hoodie bán tặng các chị 149.000. Và cái này là hoodie hàng Quảng Châu giúp em, không phải hàng may ấy chị nhá. Ê ôi, con hoodie này 149.000. Ok chưa? Mã số cho em là N8. Chị nào lấy N8 mình chốt ngay và luôn cho em. Dáng nỉ hoodie cho em nhá. Mặc thứ nhất là nó ấm, form rộng 40 cân đến 60 cân. Đằng sau cho em là nó in logo như thế này. Có xanh và có nâu và có cam cho em nhá. 149.000 mã N8. Chị nào lấy N8 mình sẽ chốt là N8 cho em nhá. 149, rất là đẹp. Có chị nào thích con này không các chị ơi? Có tình yêu nào thích con này không? Đẹp lắm. Theo cái này là nó dập nổ cho em như thế này này. 149.000 nhá. Chị nào mà thích con này mình sẽ chốt cho em là N8. Kèm màu kèm số cho em. Ở chưa? Màu xanh, màu cam và màu nâu bò này. Ok, em có mẫu nhá. N8 ok. Thế em lại lên tiếp thổ cẩm cho mọi người. Thổ cẩm thì rất là nhiều. Con đấy thì nam nữ là mặc ok mà. Nó là theo phong cách là nam. Đấy, Lan mua tặng chị con đấy đi. Mua ủng hộ đi. Con này cho em nhá. Len thổ cẩm VIP. Con L86. L86 á chị ơi. Con đẹp thế này chứ đi. L86 con len thổ cẩm cho em này. L86 nhá. Con này. Ôi đẹp quá các chị ơi. L86 cho em. Có lên Hàn Quốc này bán tặng các chị nốt 175. L86 á, 175.000. 175.000 L86 nha. Có nâu có kem. Đẹp quá. Này,
len thổ cẩm với chị này, 175k này. In không? Đấy chị nhìn em này. Trời ơi. L86 của em 175.000. Quá đẹp các chị. Trời ơi, len thổ cẩm rất đẹp. L86 cho em nhá. Còn nâu và có kem form giảm rộng 40 cân đến 65 cân chốt đơn. Được chưa? 175.000 L86. Chị nào lấy L86 mình sẽ chốt là L86 cho em nhá, 175k chất đẹp. Con này các chị thấy không? Thổ cẩm đơn giản nhất. Đây nhìn cái dòng len cho em này. 175.000 các chị này. Đó, nhìn con len chưa? Được chưa? Ai lấy con này mình sẽ chốt cho em là gì? L86 quần Q10 em còn. Len hồng vừa rồi em còn đấy, mã số cho em là L mấy ta? Con vừa rồi là mã mấy em nhỉ? L75. Con đấy là L75 cho em nhá. Con đấy là L75. Rồi. Rồi em có mẫu nha, các chị không thích thổ cẩm này à? Thổ cẩm này đẹp vậy mà các chị không thích, mấy con muốn gì đâu. L mấy ta? Thế em lên mã khác nhá. Thế lên mã gì được nhỉ? Lần nữa chị con lên thổ cẩm này đi. Con cảnh hoa. Đây con lên thổ cẩm này đi lên. Quá đẹp, quá ấm như thế này mà các bác không thích. Mã nào cũng thôi đi size mà. Len thì có một size thôi. Len có một size thôi em thôi nha. 175.000. À, L75 là cái gì em nhỉ? 205. Rồi các chị ơi, con này cho em nhá. T1 195.000 mã T1. Chị nào lấy T1 mình chốt là T1 cho em, lên thổ cẩm. T1 nhá. Nhà em có 2 phao như thế thôi. Có một con B35 nữa. Chị nào lấy T1 mình sẽ chốt là T1 cho em, 195.000. Xanh thì còn 2 cái. Còn đâu là còn màu kem và màu đỏ nhá. Len lông thỏ Hàn Quốc 195 mã T1. Trời ơi, con len cầm vào nó đúng là cầm len đó. Mềm ơi là mềm luôn các chị. 195.000 mã T1. Đó, áo phao màu cam mình đăng rồi, lên rồi, mã E1 đấy. Con này mình sẽ chốt là T1 cho em nhá. Màu đỏ này, màu kem này. Màu cho các chị là màu xanh. Ở dạ, 195.000 mã T1. Ai lấy T1 thì mình lên đúng mã cho em là T1 và kèm số điện thoại cho em nhá. 195.000 này. Được chưa? Màu kem các chị ơi. 40 cân đến 60-65 cân các chị chốt đơn. Con này đẹp. Nay chị nhận được hàng rồi, đẹp lắm. Em cảm ơn chị Huyền nhá. Rồi, chị nào lấy T1 mình sẽ chốt cho em là T1. 195.000. Áo phao em lên rồi ấy chị. Phao có lên rồi. Em kiểm tra xem là hôm nay con E5 nhà mình chốt hết chưa? Hay đang còn? Còn đấy chị. T1, trời ơi, con len thổ cẩm này các chị không thích nữa. Hàng siêu cấp của em đấy. Toàn 300-400 đấy các chị ơi. Len nó mềm, nó dày, nó mềm, nó sướng. Hình lá hoa cành như thế này nha. Chị nào mà thích T1 thì mình chốt T1 cho em. 295.000 thôi. Chắc tôi lại phải để lại hết tôi mặc không này. Đây. Máy em đăng lên rồi. Alo. L08 nè em nha. Mày lại chết với tao rồi. T1 cho em ạ. D29 là cái gì ta? À, còn mới bán, em còn. Con này mình sẽ lên thêm là T1 nha. T1. Bác nào lấy T1 mình chốt là T1 cho em đi. 195.000. Con này để cho chị con màu đỏ này. Bây giờ lên cái gì được các chị nhờ? Các chị muốn lên cái gì đây? Áo phom không em còn đấy. À, áo phom mới còn mã nào không nhờ? Phom. Áo phom em có nhiều nhưng mà lại còn hàng rẻ thôi. Lại còn hàng rẻ nữa chị ạ. Áo phông thì còn hàng rẻ thôi. Áo tươi đấy. Hả? Tươi đấy. Tươi thì trong cái
53 đó chị ơi. Em tặng nốt con áo len này cho mọi người nhá. Vét. Được con vét nâu ơi chị Tim ơi. À chị Nhung ơi. À chị Linh ơi. L53 các chị ơi, 99.000 cho em L53 nhá. Một màu vàng rực rỡ con tim L53, các chị chỉ đoài thôi, lúc em lên quần bò không chị nào thích. L53 cho em, chắc là phải nghỉ một hôm để các chị có tiền sau đấy chị mình bán lại. L53 cho em nhá, 99.000. 40 cân đến 60 cân mình chốt đơn, con Coco Chanel các chị luôn. L53. Ôi lên thổ cẩm em lên không chị nào thích. Thì đó em à? Toàn lên mẫu mới. Hai em có lên rồi đấy, chị nào xem lại ai thêm với. L53 các chị ơi, L53 áo phông. Phông bây giờ toàn phông rẻ nhá. Phông rẻ được không các chị, 59.000 được không? Hay là phải lên phông cao cấp. 99.000 cho em L53. Duy nhất một màu xanh, xanh vàng. Chị nào lấy L53 mình chốt là L53 cho em nhá, 99.000. Áo dạ dài em không, nhưng em đâu có áo dạ dài, áo dạ ngắn thôi. L53. Chị nào lấy L53 mình chốt là L53 cho em. Áo đính đá em hết rồi, chưa về hàng mới nên chẳng bằng chốt. L53 cho em nhá, đính đá có nhiều. 99.000 mã L53. Chị nào thích con này mình chốt là L53 cho em nhá. 40 cân đến 60, 65 cân chốt đơn, áo phao em có chứ. Phao ấy chị cứ comment là E2, E2, P35, E5. Phong cao cấp thì lấy không còn mẫu nào ở đây. À phía sau em 199 mã H44, H49 nữa. Ê, chị Linh ơi. Là cho em lên phong cao cấp đi. Ok, phong thường đi chị. Lấy cho em theo màu, theo mã nhá. Lấy một cùng một màu rồi. Hôm nay các chị hơi bị kiến nha. Hơi bị kiến nha. Đó. Trời lạnh rồi cứ lên áo len, mỗi lần lên áo len lại không thấy chị nào chốt. Rồi, cái nào cũng được chị. Bán tất. Con này nha. Em chẳng biết bây giờ các chị lạnh muốn mua cái gì nữa ta. Sao lên rồi. Con X17, 59.000 cho em. X17 X17 cho em nhá, 59.000. Chị nào lấy X17 mình sẽ chốt là X17 cho em. 59k nhá. Bốn toàn những cái len lông thỏ hàng đẹp đấy các chị ưng ưng. X17 cho em 59.000. Ở đây, chị nào lấy X17 mình chốt là X17 cho em nhá, 59k. X17 và kèm số điện thoại cho em 59.000 X17 này. Dáng form dáng dấu quần cho em 40 cân đến 60 cân mình chốt đơn nhá. Ai lấy X17 mình sẽ chốt là X17 cho em 59.000. Áo team lớp em còn đấy. Còn. Có ai lấy cho chị cái áo len mũ nhung mà có cái thổ cẩm ấy. Cái này mình sẽ lên cho em là X17 cho em nhá, 59.000 đồng X17. 40 cân đến 60 cân mình chốt đơn. Đấy áo dạ em chỉ có một mẫu kia thôi. Không chị ơi em không bán đồ bé nữa. Áo đằng sau 199.000 đúng rồi chị. Con này mình sẽ chốt cho em là X17 cho em nhá, 59.000 đồng. 40 cân đến 60 cân form bình chất form dáng dấu quần. Chất này thì cũng chất chất đẹp nhưng mà giá nó vừa tiền, 59.000 nhá. 59.000 cho em X17 này. Chị nào lấy X17 mình chốt là X17 cho em nhá, 59.000. 59.000 nha. Không phải có chữ Coco đấy đâu, chữ gót đấy đâu mà nó có thổ cẩm chữ lớp ý. Có hai mẫu len nhung liền. Em giận luôn nhá. Không, có thổ cẩm cơ. Em giận các chị luôn rồi đó. Áo len mũ nhung ấy, nhà mình còn một mã len mũ nhung nữa mà. Áo len mũ nhung á. Kéo lên là có màu vàng, màu đỏ, màu... Đúng rồi đấy. Thấy chưa? Không phải là về một đống lâu cô xong chị ngang rồi phân á. Xong có người đọc cái mã luôn á. Không thật đi không? Thế là chậm hiểu không đi con á. Thật chứ luôn á. Chậm trí nhớ. Bới người lần rồi. Rồi em lên con len nhung này nhá mọi người. Con L196. Len lông thỏ này. L196 cho em 149.000 nhá. Áo da nhung em còn mỗi size to XL. Còn mỗi màu vàng, mỗi màu hồng. Wow. Có mũ chưa ạ? Có mũ mới chịu cơ. Lại đánh cho
Máy này lúc nào có vấn đề hết trơn ấy. Con này các chị đều cho em là L196 nha. Bán tặng các chị yêu 149.000 mã L196. Ai lấy L196 mình chốt cho em 40 cân đến 65 cân len lông thỏ. 149.000 len lông thỏ ạ. L196 cho em. Bác nào lấy L196 thì mình chốt là L196 cho em nhá. 149.000 này. 40 cân đến 65 cân các chị chốt đơn. Eo ơi, len lông thỏ nó mềm lắm ấy. Mặc nó sướng đời, có hai màu duy nhất là màu kem và màu trắng. Màu kem và màu trắng cho em nhá. Lên váy đỏ tay trắng đi cô là, lên váy đỏ. Lên váy đỏ tay trắng chưa về à? Dạ hồng dưới đất có không để em chốt cái nữa. Quá. Tiêu được cái dạ hồng dưới đất luôn á. Ôi không, cái đấy là đồ của bé các chị ơi, không thôi cho ra đi em ơi, cái đồ đấy không chốt được, không lên nha. Con này mình sẽ chốt cho em là L196 đi. Có cái gì mang về đây tặng nốt được các chị nha. Bao nhiêu tiền? 149.000 len lông thỏ. Áo này các chị mua ít nhất ở ngoài rơi vào tầm hơn 200. Nếu mà mọi người mua ở ngoài ít nhất hôm là hơn 200. Em bán tặng các chị 149.000 L196 cho em. Ok chị Luyến Hoàng một con trắng này có hai màu trắng và kem thôi à. Rồi ok chị Nga Phạm một con nhá. 149 cành. Lúc nãy chị nào hỏi len lông thỏ này. Len lông thỏ em còn mỗi mã này, một cái mã cổ lưới là hết. Mới cái mấy cái mã hàng cao cấp. Áo đằng sau con này là hát mấy em? 249 à. Ok chị Nga Phạm một con kem, chị Hoàng một con kem rồi ok. Dạ dạ em hết. Dạ dạ chỉ còn kiểu manto thôi ạ. À. Rồi chị Cherry một con trắng này 149.000 cho em. Ok đưa các chị ơi. L196. Em màu kèm số điện thoại cho em nhá. Màu cho em rất là tây như này. Phong dáng đẹp, chất đẹp, ấm cực kỳ, quan trọng là nó ấm ạ. Cổ của nó cao như này cho em nhá. Cao rất là cao, 65 cân chốt đơn ạ. Được chưa? Trời ơi, phao ấm xịn sò em lên rồi còn gì nữa. Các chị cái nào cũng xịn sò nhá mọi người nhá. Rồi, L196 cho em 149.000. Eo ơi, mềm ơi là mềm đó chị ơi. Mềm ơi là mềm. Trời ơi, 149.000. Chất rất là đẹp. Ok chưa? L196 nhá mọi người nhá. Áo đằng sau comment cho em là H49. Đẹp quá. Mới giá là bao nhiêu em nhỉ? 199.000 áo dạ tờ quýt. Đó. Các chị hay gọi là áo dạ tờ quýt đúng không? Mã số cho em là không còn kiểu lông khác đâu. Không còn kiểu khác đâu chị ơi. Thổ cẩm em hết rồi. Ở dạ. Rồi. Ấm quá chị gái ơi. Mê ly cuộc đời luôn cho em này. Mê ly cuộc đời nha. Ờ, con áo 400 em không có ở đây. Gần 500 em không có. Chị order thôi. Con áo đấy em bán 2-3 đời rồi. Bây giờ ai cũng bán rồi. Chị nào order em lấy thôi. Con này mình sẽ lên cho em là gì? Con P100 nữa gì? Order em lấy nhá mọi người nhá. Ở dạ. Con này các chị sẽ lên cho em là L49. 199.000. Có màu trắng và màu kem. Màu trắng. Ơ, hát chứ. H49, 199.000. Trời ơi. Đẹp quá, như một nàng thơ. Áo dạ cho em đẹp lắm. Đây là màu kem size S, size M, size S dưới 52, M dưới 55, 56 cân. M. Lên áo họa tiết ngựa vàng em lên rồi. Đẹp chưa các chị yêu? Đó, chị nào lấy con này mình cứ chốt cho em là gì? H49, 199.000, được chưa? Rất là đẹp cho em nhá. Có kem và có trắng, chị nào thích màu nào mình chốt cho em màu đấy. Con áo dạ này mặc chân, mặc với chân váy cũng đẹp, quần đẹp, mặc váy ở bên trong, khoác áo này bên ngoài cũng đẹp. Mặc áo lên rồi mình khoác áo ngoài cũng đẹp. Nha mọi người ơi, có túi cho em 199.000 áo dạ hai lớp chất mềm lắm ấy. Mặc nó mềm ơi là mềm luôn con này. Ok chưa mọi người? Ai lấy con này mình sẽ chốt là H49 cho em nhá. 199.000. Màu kem và màu trắng. Hai màu kem luôn. Chọn giờ đã. Ok. Con này mình chốt cho em là L196 nhá. 149.000 chất đẹp lắm. Ok. Chị ơi con này nhà mình còn mỗi màu vàng là cái con hai bên con có đinh ở giữa ấy. Rồi. Nên con này các chị ơi, con L91 siêu phẩm. L91 cho em. Đúng con này các chị đang hỏi suốt rồi còn gì đúng không? Em chỉ có mẫu này thôi nhá mọi người ơi. Với một cái mẫu chữ kia thôi nha. Không có mẫu trái tim đâu. Trái tim nó bị lộn mẫu, nó không về được mẫu đấy. Con này các chị sẽ lên. Cho chị để lại một con chị mặc đi. Xịn chưa? Con này các chị sẽ lên cho em. Mã này là L91 nha. 225.000 len nhung.
L91. Đẹp quá. Trời ơi, cái áo có 4 màu lên của 3 màu. 4 5 màu lên của 3 màu. Màu gì? Là 40 á, có màu vàng, màu đỏ lên mà. Xách ra. Em tiện tiếp. Con này là mã gì em nhỉ? L91. L91 cho em nhá. Có hồng, có đỏ. Có hồng, có đỏ này, có vàng. 225.000 L91. Len của nó là len nhung nhá. Đây. L91 cho em này. Nó không lấy. Trời ơi. Màu vàng. Đó. 225.000 cho em nhá. Len mũ hoodie đẹp lắm, chất dày. L91 hộ em với 225 len nhung. Đẹp chuyên cả tuyệt vời đó chị ơi. Ai lấy L91 mình chốt là L91 cho em nhá. 225.000, chất rất là đẹp. Hàng cao cấp nha. Hàng cao cấp nha mọi người nha. Len nhung, len nhung có mũ cho em. Len nhung không bao giờ rẻ đâu. Chất nhung cũng thế mà. Ok, chị Hoài Quỳnh một con hồng. Em đang mặc là màu hồng cho mọi người đấy. Màu rất là tây cho em nhá. Có hồng này, có vàng này. Và có màu này. Tay bị lỗ em lấy cái này em mặc luôn. Màu đỏ cho em này. Được chưa? L91 yên tâm là gửi cho các chị hàng không bị lỗi. Chắc cái này nó bị gì đây. À, tí nữa em bảo mẹ em đơm vào là được. Thôi cái này em để em mặc luôn mà. L91 cho em nhá. L91 và kẻ màu cho em yên tâm là nhà em sẽ kiểm tra trước khi gửi cho các chị nhá. Màu cho em màu đỏ, màu vàng và màu hồng. Chị nào lấy màu nào mình cứ chốt cho em nhá. 225.000. Hôm bữa chị đặt quá trời mà hôm nay sốc và điện chốt đơn. Chị cho em xin lệnh số đi, mai bên em gọi lại cho mình nhá. Chắc bị sót đơn mất rồi. L91 nha, chị nào thích màu nào mình chốt cho em màu đấy nhá. 225.000. Có loại này nhưng mà không mũ, nhưng mà không phải chất nhung. Chất nhung nhà em chỉ có loại có mũ thôi. Được chưa? Nếu mà cái chất nhung dày dặn như thế này thì có loại có mũ nhá mọi người nhá. 225.000 cho em L91. Con này bị lỗi em để em mặc rồi, được chưa? Con này nó lại chắc là em đụng vào nó bị lỗi. Em để em mặc con này luôn. Form dáng rất là đẹp, 40 cân đến 60 cân. Rất là đẹp luôn. Ok chị Mai Kim một con hồng. Nhận con này nó chỉ có gất ngây thôi. L91 cho em nhá. 225.000. À đúng rồi. 225.000 mã L91. Chị ơi con này nhà mình còn mỗi màu vàng à? Đen còn nhiều không? Rồi L91 cho em nha. 225. 225.000 mã L91. Các chị xem gì lúc nào em bán là mình xem nhá. Thế nên bây giờ không đi tìm được cho các chị cái đấy đâu. L169 cho em này. L169 cho em nhá. 40 cân đến 60, 65 cân các chị chốt đơn. 79.000 lên ép L169. Ai lấy L169 mình lên đúng mã cho em nhá. 79.000, quá rẻ. Có chị nào nhìn được con áo len này nha em chưa? Mỗi lần mặc con này lại cảm thấy rất là sướng. L169, 79.000 đồng. Em sẽ có cho các chị là màu đen và màu đỏ. À, màu đen và màu vàng. Con này từ 40 cân đến 60, 65 cân các chị chốt đơn nhá. L169 cho em mặc nào đấy. L169 và kèm số điện thoại cho em. 79.000. 40 cân đến 60, 65 cân các chị chốt đơn nhá. L169 các chị nào nhìn con áo len này nha em chưa? Đối với con áo này mà 79.000 thì quá là sướng á chị ơi. Thực sự là mình mua con áo này á mà 79.000 là trên cả tuyệt vời luôn. Ok chưa? Chị nào lấy con này mình có lên đúng mã cho là gì nhỉ? L169 á. À, L mấy em nhỉ? L169 nè em nhá. 79.000. L169 chị ơi, không phải là L467. L169. Ok chị Vân Anh này. Ở chưa? Váy nào mà 275? Váy 275 em mặc rồi mà. L169 cho em nhá. 79.000 cho em và kèm màu kèm số. 40 cân đến 60, 65 cân các chị chốt đơn. 79.000 nhá. Nhớ lưu ý giúp em là nhà em đi đơn tới 2 cái. Chị nào mua một cái thì phải hơn 100.000 em mới ship nha mọi người ơi. Ok đẹp chưa? Màu rất là tây đúng không? Đấy, L169 và kèm màu cho em. 79.000 đồng. 40 cân đến 60, 65 cân các chị chốt đơn. Màu rất là đẹp, mỗi chị cho em xin một nút chia sẻ đi. Em sẽ tặng các chị một món quà. Lên cho em xin một nút chia sẻ livestream nhá. Hứa sẽ tặng các chị một mã áo gió với giá là 59.000. Ở trên thêm mỗi chị đi qua cho em xin một nút chia sẻ livestream thôi. Có đen và có vàng cho em nhá. Hai màu mặc rất là sáng da, tôn da, xịn sò như thế này mà bán cho các chị với giá là 79.000. Ai lấy L169 mình cứ lên mã cho em là ok nhá. Ok chị Tím Phong Lan một con, chị Đặng Sinh một con em chốt đơn này. Rồi chị Thị Nở một con, chị Hiền Hiền có này. Chị Thảo Nguyên một con luôn ạ, chị Nobita có hàng nhá. Rồi chị Văn Anh có luôn. L169 cho em nhá. Ok chị Huệ Võ có đơn hàng luôn. 79.000 cho em.
áo len này cả kể cả miền Nam, miền Trung, miền Bắc đều mặc được. Chất len không quá dày nhá. Ok chị Lan Hương một con luôn ạ. À. Rồi, cứ lên đúng mã cho là L169 chị Ánh Nguyệt ơi comment lại giúp em. L169 chị nhá. Với giá là 79.000 nên mua cả hai cái nếu chị nào có điều kiện. Họ thích thì mình mua cả hai cái cho em. Tông đen và tông vàng rất là xinh. Rồi chị Huệ Võ một con luôn ạ. À. Rồi chị Nhi Ý có màu vàng nên em chốt đơn nhá. Với giá là 79.000 áo len báo em lên rồi 125k. Đó, chị nào lấy áo len báo thì comment là cái gì nhá? E7 đúng không nhỉ? Áo len báo em. Rồi chị Nhi Trang một con vàng em chốt đơn 79.000, tội gì mình không mua đúng không các chị? Đơn giản nhẹ nhàng mặc kiểu gì cho em cũng đẹp. Sơ vin đóng thùng cái gì cũng không xinh. Ok chị Man Man một con luôn, rất là xinh. Chị ơi cho em áo len Coco nhá, với con L194 nhá. Rồi, cứ lên đúng mã cho em là L169 em bán tặng các chị 79.000. Chất đẹp lắm các chị ơi. Đó, đen và hộp, đen và vàng cho em có mẫu luôn nha. Không biết chị nhìn gì mình có nghe không? Qua mẫu nha. Qua mẫu chưa qua. Rồi, đưa lên đưa mẫu lên. Ôi, con này có màu không? Con ơi, hôm trước em ấy con len này hình như con len này có một cái thôi. Cho chị con len nhiều ấy. Lan ơi, tí nữa lên đây cho con nhiều. Con này có hai cái rồi, cửa hàng đi. Có hai cái thôi. Con này cũng em này lấy rồi không. Con này các chị ơi. Con len này em xả nốt cho mọi người con len này nhá. Con L85. Nó cũng là len thỏ hàng đắt đấy. Nó cũng là len thỏ hàng đắt nhưng em bán tặng con này trên cho các chị 149.000. L85 cho em nhá. L85. D19. D19 là cái này là không? Chị Hinh, D19 là cái này hả chị Hinh? Không. Nhưng mà có đúng là D19 không? Cái khoác manto. Có, D19 em vẫn đang còn mà. Chắc là chiều các bạn. Bây giờ về thêm được có 20 con thôi đúng không? Con này là L85 các chị ơi, 149. Nè, có màu kem, màu vàng và màu đỏ. L85, 149 ạ. Chị nào lấy L85 mình chốt hộ em nhá. 149.000 L85. Có màu kem, màu vàng và màu đỏ nè. Eo màu nào nó cũng đẹp. 149.000. Ok chưa? L85 cho em các chị ơi, L85. Trên cỏ tuyệt vời ốc mặt trời. Nào em ơi, các chị ơi nhìn cho em nào. Đó. Đỏ kem vàng. 149.000 chất gọi là mê ly cuộc đời luôn. Tay thêu thổ cẩm cho em. Đó, hình cô gái nhìn chất trôi cho nhìn đáng yêu chưa? Nó thêu nhá. Cái này là thêu cho em không phải là nó in đâu. Nó là thêu trong này. Đây các chị. Đó. L85 và kèm màu cho em. 149.000 mê ly. Ô mê ly. Chị mới nhận được áo phông bên em đẹp xuất sắc. Ok, cảm ơn chị Minh Phan. Con này mình cứ lên là L85 cho em nhá, 149.000 thôi, siêu rẻ, siêu đẹp. Màu kem, màu đỏ và màu vàng. Đó, chị nào thích màu nào lên mã cho em là có đơn. Rồi, L85 cho em và kèm màu cho em nhá, 149.000. Eo ơi, chất len này, cảm giác như các chị sờ vào lên nó không cảm giác nó ngứa tay. Sờ vào nó rất là mềm, mịn, mê ly. Ok chưa các chị, mà với giá là bao nhiêu? 149.000. L85 hộ em với. Đúng rồi, con em là được việc đấy. Được chưa? Sao em có lên rồi mà. Tí nữa mình tua lại làm mình xem giúp em. 65 cân thoải mái cho em nhá. Này các chị nhìn cái chất này. Không hề bị dão đâu. Mặc đến năm sau ấy chị mặc lên thì em vẫn ok. Không phải giống như là lên kiện lên may vớ vẩn. Mặc năm sau là không bao giờ mặc được. Nhưng con này nó không bao giờ nó bị dão cho em nhá. Chắc chị để lại một cái đi. Trời ơi, những con này nó thích thế chị. 149.000 quá là đẹp đúng không mấy chị yêu? L85. Kèm màu kèm số điện thoại cho em. Được chưa? Màu kem, màu đỏ và màu vàng. Màu nào cho em cũng xinh. Nên lấy hai cái các chị ơi. Lên manto em chưa? À manto lúc nãy lên một cái mã. Vẫn chỉ có những cái mã như thế thôi. Rồi, em lên con D19 nhá. Hôm nay chị nhận được hai đơn hàng rồi nhá. Đẹp nhá. Em cảm ơn chị yêu. Con D19 nhá chị ơi. 129.000 con manto này. D19 ạ. Chị nào lấy D19 mình chốt là D19 em nhá. 129.000. Con này về được bao nhiêu cái nữa em?
con này về, con manto này về. 25 cái nữa, chốt cho 25 chị là em hết hàng. Duy nhất một màu kem nâu 129.000 D19. Chị nào lấy D19 mình chốt trước cho em nhá, kèm số luôn giúp em nhá. Về được 25 cái là hết sạch, nó không còn hàng nữa đâu. Chị nào lấy nhanh thì mình chốt nhanh nhá, 65 cân quay đầu giúp em. Con này dưới 65 cân các chị gái chốt đơn nhá. Manto mỏng giống như kiểu cô giáo ấy, mỏng rất là xinh, thanh lịch nhã nhặn luôn đúng không các chị? Rồi chị hân ra một con đỏ 129.000. Manto rằng thôi em không lên nhá, D19 cho em và kèm số á. Cổ rất là đẹp, ví dụ như chị mặc cho em một con áo len cổ lọ bên trong và mình khoác áo khoác này rất là sang. Hoặc mặc cho em một con áo tăm, em cũng bán cho mọi người con cổ tầm 3 đến 5 phân, mình khoác cái này cho em cũng rất là đẹp, có khuy bấm ở đây. Làm nữa cho em, nếu mà thời trang hơn nữa, làm cho em cái beo ở đây. D19 em chốt được 25 chị là em hết hàng nhá. Hàng không về nữa trong khi còn chưa trả đơn hôm qua. Nên là chị nào thích con này thì mình chốt lẹ tay là em không có về nữa đâu nha mọi người ơi. Đẹp chưa? Nhìn ra sau cho em nữa đó, đẹp quá. Duy nhất một màu giúp em nha là màu nâu kem, 129.000 về tay khách hàng, sướng đời. Con này 129.000 về, các chị nhiều chị không tin đâu mà. Loại này lại không có loại ngắn đó chị ạ. Mỗi loại nó sẽ có một kiểu khác nhau nhá. 129.000 cho em ạ, D19. Ở chưa? Hai lớp xịn như này mà bán 129.000 các chị ơi. Nhận hàng đừng ngất nha, các chị nhận hàng đừng ngất nha. Nhiều chị ngất là em đã không khiêu về đâu. Manto này em có size nhưng em chỉ chốt một size tầm khoảng người 65 cân nhé mọi người. Đó, D19 cho em. Rất là đẹp như thế này, 129.000 rẻ cực kỳ các chị ơi. Nếu mà các chị may một con này đã là hơn 300. Nếu mà hàng may đã là hơn 300 nhá. Ok chị Kim Hoàng bùi một con ạ. Ờ, có chân váy màu đỏ không em? Dạ không chị ơi. Con này mình sẽ lên cho em là D19 nhá. Rồi ok em còn 25 cái em hết hàng, em sẽ không chốt nữa. Chị nào lên mã trước em chốt trước nhá. Ok lên cho chị con áo len siêu cấp này nhà mình đi, con áo len zig zag đấy. Rồi nhớ cho em là xin cả số điện thoại nhé mọi người. Đó con này, đây len zig zag. Dưới con L85. Dưới con L85 đây nào, dưới. Đó. Dưới. Rồi. Màu xanh và màu đen vào đây. Rồi bảo chị Hình lấy cho chị cái con vằn này đủ màu đi. Trời ơi. Con Coco nhà mình có nhiều nha, hôm nay tặng nốt. Con này các chị yêu. Đó, có chị nào nhận được con áo len này nhà em chưa? Con này đúng vào vụ lạnh này. Em ơi, các chị ơi, ấm trên cả tuyệt vời các chị ạ. À, con len này. Con len này cho chị xin mã đi. Trời ơi. Lần. Con này à? Thoải mái chị ạ. Là bao nhiêu? L158 cho em nhá. L158 cho em con len lông thỏ này, 100. L158 ạ. Sẽ có cho các chị là màu xanh và màu đen. Áo gì mà nó túi VIP thế các chị? 129.000. L158 cho em 40 cân đến 65 cân ạ. Màu xanh em và màu này gọi là màu gì đó chị nhỉ? Và màu nâu cho em và màu đen nhá. Đấy ạ, mã số cho em là không được đấy. Hôm nay không lên khoác lên đâu. Con này mình sẽ lên cho em là L1 mấy ta? L158. Đúng không? L158. Có xanh và có đen. 129.000 cho em mã này, túi zip. Túi là túi zip nha mọi người, túi zip xịn sò. À. Được chưa? Đây các chị này. Có đen và có xanh cho em, đúng là mê ly chưa? Áo nó túi zip như thể là kéo cái áo hoàng công cấp 207 áo khoác ấy các chị. Áo len lông thỏ cho em nhá, 129.000. Sờ vào nó sướng, cái này không bao giờ nó bị rụng cho em, hàng siêu cấp này. Túi của nó là túi kéo khóa ấy, mọi người, túi zip là các chị đã biết hàng của nó như nào rồi. 129.000 cho em này các chị ơi. Đó len lông thỏ mà bán 129.000 này. Có đen và có xanh cho em nhá. L158 và kèm màu cho em. Xanh và đen và các chị nhìn hàng này. Có phải gọi cái nào mà có túi zip như thế này mới chịu cơ. Đó. Ok chị Hoàng chọn một con xanh. Xanh và đen cho em nhá mọi người ơi. 129.000 cho em. Rồi chị Văn Thanh một con xanh em chốt đơn nhá. 129.000. L158 ạ. Hàng này. Về các chị nhận hàng đừng choáng nhá. 130 mà mua được con áo len xịn sò cao cấp chỉ có đến nhà em thôi. Được chưa? Chất len siêu mềm, dòng len lông thỏ mà len đắt lắm ấy. Mua ở ngoài các chị xác định nó rơi vào ít nhất là 280 đổ lên. Được chưa? Đó, 129.000. Màu xanh và màu đen cho em nên là các chị nên mua đi các chị ơi, nên mua đi. Nên mua con này, thứ nhất là nó ấm, màu đẹp, màu rất là xinh. Theo họa tiết cho em nhá.
Rồi chị Hà Vi một con đen này. Đây, hàng của các chị gái đây. Chị Hà Vi một con đen nhá. Rồi chị Hồng Hoàng Minh một con xanh. Hàng em chuẩn đẹp lắm em, cảm ơn chị Vịt. Rồi, đẹp đúng không các chị yêu? Đen và xanh cho em 129.000. Trời ơi. Rồi chị Kim Ngân Hoàng một con, ngày mai lấy màu gì báo các bạn bên em. Đang suy nghĩ đúng không chị? Ngày mai mình thích màu gì mình báo á. Ok chị Hoàng Thảo ơi, chị một con đen. Cho em con này vào đây đi chị ơi. Cho em thêm màu xanh với màu đen nhá. 129.000. Chị Anh ơi, cứu trợ cứu trợ. Đẹp quá trời luôn các chị ơi. Cho em con này chị ơi, muốn màu 10 vào đây nữa thôi. Rồi chị nào lấy đen thì mình chốt đen, và lấy xanh thì mình chốt xanh đây. 129.000. Chị Phương Thảo màu đen này. Quá rẻ đúng không các chị? Áo sau là 199 cho em nhá. Quá đẹp đúng không? Trời ơi, ngất ngây luôn các chị nhỉ. Màu đẹp đúng không? Đen và xanh cho em, nói chung là màu nào mặc lên rất là sang. Chị nào thích màu nào thì mình chốt cho em màu đấy, mua lấy hai cái mặc đôi cho chị. Thế chị nào mà đi làm cùng công ty với nhau, rồi cơ quan với nhau á, hoặc đi dạy á, mặc cái này đẹp lắm, ấm lắm, quan trọng là nó ấm đấy. Kín cổng cao tường mà quan trọng là thùng nhất xịn. Ở chưa? Rồi chị Phương Thảo có đen, đẹp quá các chị ơi. Đẹp quá đẹp luôn. Rồi. Chị về võ một con xanh này. Về võ màu xanh nha. 129.000 cho em nhé. Chị Hồng Minh bùi màu xanh này. 129.000 ạ. Chị Nguyễn Hương Giang màu xanh. Chị Kim Ngân Hoàng màu đen. Màu kèm số cho em nhé. Áo sau là 199. Con này từ 40 cân đến 65 cân. L158 cho em. Đây màu đen của các chị đây. Len lông thỏ nhé. Mặc sướng đời luôn. Áo kiểu à. Em đang nghỉ mấy hôm không lên áo kiểu đấy. Hôm nào nắng một tí em sẽ lên áo kiểu. Ờ chị má lúng đồng tiền màu xanh này. Chị Mi Mi màu xanh. Màu xanh còn nhiều không chị? Vâng vâng. Chị Mi Mi màu xanh này. Chị Hồng Minh màu xanh. Màu đấy em đang còn nhiều nhá. 129.000. Ok chị Châu hai xanh màu đen này. Đồ bộ hôm nay không có ạ. Úi giời ơi. Rồi chị mà lúng đồng tiền có xanh luôn nhá. Xanh này em vẫn đang còn nhưng mà ở dưới kệ luôn nhá. Để chốt cho em màu này. Tí nữa lên cho các chị một con siêu cấp nữa cơ. Đẹp nhá. Con này đẹp đúng không? 129.000 đồng con áo len này cho em. L158 nhá. Nên mua các chị ạ. Đẹp lắm. Chất đẹp ơi là đẹp luôn này. Hay này. Mê lưu vào đời cho. Thoải mái luôn à? Thoải mái luôn đi. 129.000 cho em nhá. L158 đẹp quá. Phát lên bây giờ các chị muốn lên gì? Con VIP 2 ở trên kia còn nhiều không em? Còn màu xanh đen, còn em lấy màu trắng với màu đỏ, màu 10. Bán nhưng mà ở trên đây còn không? Còn mỗi xanh à? Con VIP 2, thế chị hình như em con VIP 2 màu xanh màu đen đi. Con này các chị dấy lên cho em là L158 nhá. L158 cho em. Ok rồi các chị, 129.000 em qua mẫu này. Con này em có một mã, con này em thanh lý cho các chị này. Con này quá đẹp đúng không? Cái này cũng là cổ lọ rồi, nếu mà cổ lọ hắn thì nó lại sẽ là rất là nóng, nhiều khi nó nóng cổ bình thường cho em như này thôi. Thời tiết các chị mặc cái này là như này rồi, mặc cái con này là ok rồi. Cổ lọ hẳn thì là mình đi spa. Con này đây lên cho các chị một mã phóc lên nhá. Màu đỏ còn không, màu đỏ còn không em? Màu xanh còn không chị? Con VIP 2, con VIP 2 này để cho chị một con đi. VIP 2 cho em nhá. 279.000 mã VIP 2. Chị nào lấy VIP 2 mình lên đúng mã cho em là VIP 2 cho em. 279.000 mã VIP 2. Từ 40 cân đến 60-65 cân các chị chốt đơn nhá. Ai lấy VIP 2 mình sẽ chốt là VIP 2 cho em, đẹp quá. 279 ạ. 279.000 mã VIP 2 nhá. Có trắng này. Chị kiếm em kéo cổ lọ. Thôi 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 người đẹp ơi, bây giờ kiếm mỗi chị ở đi khắp chợ kiếm được mỗi chị cổ lọ. Về chị lại không ưng là em lại mặc à. Thôi thích mẫu gì gửi qua cho em đi lấy hàng, em thấy em sẽ lấy cho mình. Mã này mình sẽ lên là VIP 2 nhá. Chị nào lấy VIP 2 mình sẽ chốt là VIP 2 cho em. Có trắng này, đỏ và đen nhá. 279 mã VIP 2. Áo này là em bán chạy nhất sau Mochino. Là các chị biết độ đẹp của nó như nào rồi. 279.000 cho em nhá. Bây giờ còn 3 màu thôi. Đen,
đen kem đỏ. VIP 2 279. Ai lấy VIP 2 mình chốt VIP 2 cho em 279.000. Mặc còn đẹp hơn quả hoa hậu đấy các chị. Ê các chị, mặc còn đẹp hơn cả hoa hậu ấy, ấm lắm. VIP 2 279 cho em nhá. Mặc rất là xinh ấy. Mỗi lần mặc con này cảm giác như mình trẻ ra lắm. Không ai nghĩ là em là 20 mấy đâu. Nghĩ em chỉ có tầm 15 tuổi thôi. VIP 2 cho em nhá. 279.000 mã VIP 2. Nên chốt lần này em về lần cuối. Chị nào mà chưa chốt được thì mình tranh thủ chốt. Rất là đẹp nhá. Lên lông thỏ, khoác lông thỏ cho em. Nó là đính cúc toàn bộ cho em như thế này. Cúc này là chống nghỉ luôn cho em nhá. Yên tâm không nghỉ đâu. Trong quá trình các chị giặt là không nghỉ luôn nhá. Được chưa? Lên lông thỏ chắc đẹp luôn. Sờ nó mê luôn ấy các chị ơi, mặc nó sướng. Cảm giác khách hàng mình nhận được hàng cũng sướng mà mình cũng sướng thay ấy chị. Đó. 279.000 cho em VIP 2. Đỏ cho em, đen cho em nhá. Chắc chị nào cũng có rồi đúng không? Thế rồi ok, qua mẫu luôn. Ai lấy VIP 2 mình cứ lên mã cho em là được. Hiện tại con L194 này em còn ít. L194 em lại còn ít nhá. Em về khoảng độ 100 cái em hết rồi. Bây giờ em còn 10 cái nữa. Em bán tặng nốt cho các chị đang xem cuối buổi nhá. Em kỷ niệm nốt các chị con áo len này với giá này. Em tặng nốt cho các chị với giá này. L194 còn mấy cái em tặng nốt cho mọi người nhá. Hàng này hôm trước nếu mà về đầu vụ em toàn bán con này. Dòng này toàn là những trăm mấy ấy các chị ơi. 99.000 đi. L194. Chị nào lấy L194 mình chốt là L194 cho em nhá. Ấm siêu ấm mà giá siêu rẻ. 99.000 mã L194. Chị nào lấy L194 lên đúng mã cho em nhá. 99.000 đồng. 40 cân đến 60-65 cân các chị chốt đơn. Em ơi con này, con này đúng là mỗi lần mặc là mỗi lần sướng các chị ơi. Áo đấy là 199.000 cho em nhá. Con này mình có lên đúng mã cho em là L194. Đó. Khoác cho em con áo này. Siêu ấm luôn mọi người ơi. 99.000. Đã ăn chưa? Ôi ơi ấm luôn. Eo tự nhiên ấm lắm anh nữa. L194 cho em nhá. Đúng là không khí mùa đông đã đến rồi. 100. À không, áo em mặc có 99.000 thôi. 99.000 đồng cho em. Anh chị công ty đúng không? Khoác cho em một con áo bắt ca nhé em. 230. Mặc nó sướng đời luôn đúng không các chị? 230.000 thôi. Đó. Win cả set chưa đến 300 cho em. Trời ơi. Ấm siêu ấm luôn các chị này. Đó. Áo bắt ca các chị chốt cho em là em một nhá. Nhìn cái lông nó sướng chưa? Áo bắt ca có 229.000 thôi. 65 cân chốt đơn cho em. Còn mình có lên cho em cái này là L194 cho em nhá. 99.000 đồng. 99.000. Có chị nào nhận được con L194 này nhà em chưa? Rồi VIP 2 mình cứ lên là VIP 2 cho em là được. Đẹp đúng không các chị? Đằng sau theo logo cho em nhá. Vâng ok chị yêu. Em đang nghĩ thôi kiểu mà em không biết là có đẹp hay không nhìn. L194 cho em nhá. Rồi. Lên con nào đây, em còn ít này. Em ơi con D15 là trên hệ thống báo âm chưa? Lên con này cho em nhá. Rồi con D15 các chị ơi. Lên áo khoác dạ cho em là D15 nhá. Cho chị chốt em một nhé em. Rồi chị cho em xin số điện thoại đi ạ. Rồi mình cứ để lên mã và kèm số cho em. Con này là các chị chốt cho em là D15. 159.000. 40 cân đến 60 cân nhá. Trời ơi, nguyên cây luôn các chị này. Mã số cho em là D15 159 ạ. Áo dạ nhá. Ai lấy D15 mình cứ lên đúng mã cho em là có đơn. 159.000. D15. Áo dạ kẻ nhá. D15, chị nào lấy D15 mình cứ chốt là D15 cho em, 159.000 thôi. Áo dạ kẻ. Áo dạ kẻ cho em nhá. Mặc nó rất là ấm, ấm đơn giản nhẹ nhàng, chị nào nấm lùn vẫn mặc được. Đối với những chị nào nấm lùn bên em thì vẫn mặc được con này. D15 cho em 159.000 áo dạ kẻ hai lớp nha. Con này khoảng độ 5 cái nên là em hết hàng, hệ thống báo chỉ còn 5 cái thôi. Nên chị nào lấy thì mình chốt nhanh nhá. Rồi chị Thanh Hoa D15 ạ. Chị Ngọc Lê D15, chị à. Em có một màu. Chị Kim Hoàng một con D15 em chỉ làm một màu thôi. Áo kiểu đi em à. Hôm nay tự nhiên không có hứng lên áo kiểu chị ạ. Có hứng thì phải ngày mai. Mai em có mấy mẫu đẹp lắm. Ok chị Xuyến mua rồi ạ. Con D15 con em một đấy đẹp các chị ơi. 229.000 mặc đôi cho em đẹp cực kỳ. Giá rẻ mà chất của nó siêu đẹp nhá. Con này mình sẽ chốt cho em là D15. Bây giờ sẽ hoan hỉ tặng cho các chị một món quà nhá. Ok chị Thu Nguyễn một con D15. Bao nhiêu tiền các chị ơi? Bao nhiêu tiền ạ? Có 159.000 thôi à. Đẹp nhức nách luôn cho em mã này đúng không? Mình phối đồ cho em mặc nó ấm lắm.
ấm và quan trọng mình đơn giản nhẹ nhàng như thế này đúng không? Rồi chị Kiền Nguyễn một con D15. D15 cho em là nhá, 159.000, chất siêu đẹp. Chất siêu đẹp luôn con này các chị ơi. Em một là Abaca cho em nhá. Áo em mặc là L1994, 99.000 ạ. Rồi đây con Coco á chị này. Coco này nó siêu đẹp, con này cũng cháy à. Coco cho em nhá. Coco Chanel. Coco. Con này bán tặng đó chị luôn. Con này mình cứ lên mã trước cho em là L166 đi. Em chào chị Hoa. L166 con lên lông thỏ này, bán tặng đó chị nốt 99.000. Con này mức trường khoảng độ 20 cái. L166 nhá, nhìn xuống kệ chỉ còn 20 cái thôi. Chị nào lấy L166 mình lên đúng mã cho em nhá. 99.000. Trời ơi. L166 hôm nay chị Tia thấy có một con gì màu hồng áo dạ đúng không? Mới về đúng không? Sao à? Con này mình sẽ chốt cho em là L166 nhá, 99.000 đồng. 40 cân đến 60 cân cho chị chốt đơn. 40 cân đến 60 cân chốt đơn. Coco 99.000, con này em bán tốt. Con này còn 20 cái nữa là hết, về trăm mấy. Còn 20 cái thôi, nên là chị nào lấy nhanh thì mình chốt nhanh nhá. 99.000 cho em L166. L166 9.000. 40 cân đến 60-65 cân các chị chốt đơn ạ. À. Ok chị Oanh, một con L166 này đẹp đúng không chị? Mặc lên nó xinh lắm. Đơn giản nhẹ nhàng, lên lông thỏ nó có thêu chữ ở đây. Đằng trước, tay. Điểm nhấn đấy, cái này gọi là điểm nhấn đấy. Đấy, L166 cho em nhá. Ok chị Huệ một con luôn này. Một, à bao nhiêu? 99.000 cho em thôi. 99.000. Chất rất là đẹp luôn cho em nhá. Chất rất là đẹp á, mà giá tiền rất là ok. 99.000 đồng. Giá này được mua giá sale đấy. Toàn hôm trước bán toàn hơn trăm thôi các chị ơi, 140, 150 gì đấy. Chẳng nhớ bây giờ bán tặng nữa các chị, 99.000 cho em. Tự nhiên chị bị con gì cắn đi. L166 cho em nhá. 99.000 đồng L166. Này em ơi, cho chị con zip kia đi. Con zip này nào. Nào zip. Ok chị Hồng Bùi một con. Rồi chị Tâm Như có hàng luôn. Bây giờ em sẽ lên con áo zip tri ân nhá. Lên cho các chị một mã áo zip tri ân. Áo zip dài tay ở tri ân. Mai xem rồi dồn đơn được không em? Không chị ơi, nhà em không dồn đơn nhé. Lưu ý giúp em, nhà em không dồn đơn ạ. Tại vì dồn đơn các bạn không chốt được. Ok chị Hương Minh một con 99 cành cho em, đẹp lắm. Quá đẹp luôn, em lên nữa chị một mã áo zip nha. Áo này em bán tặng hết cho mọi người luôn. L166 cho em này. Rồi 99.000 em lên con áo zip cho mọi người. Rồi. Con này siêu rẻ nha các chị ơi. Con A4. Con này em giảm giá cho mọi người đi, con A4 này. A4 con áo zip này nha. Cái này là không hợp nhau rồi công ạ. Lại không hiểu với nhau rồi đấy. Em biết thì nghĩ gì nhưng mà em mãi là... A4 các chị ơi. Nó nằm ở đây luôn này, nó phải nằm ở đây. Áo zip cho em nhá. Áo zip mà A4. Áo này em bán tặng các chị yêu luôn. Chị nào cuối buổi đáng nhẽ ra là bán 69.000. Nhưng mà thôi em bán cho chị 59.000 đi. 59.000 nhá, con này có ít mỗi màu 10 cái A4. Có nâu, có đen và có trắng cho em thôi. Áo đằng sau đẹp quá lai. Cút luôn một con chị ơi. Cút luôn một con cho em đi. Con này mình sẽ lên cho em là A4 nhá. 59.000. Áo zip đẹp lắm luôn. Trời ơi, nhìn nè. Đó. Chất siêu cưng rồi. 59.000 cho em 4 màu. Đen trắng bò cho em nhá. Phong cao cấp em hết rồi đấy. Có một còn mã còn lại là em lên rồi. Phong cao cấp phải 2 hôm nữa em mới về. 59.000 cho em, nó có điểm nhấn là cái chỗ này nè. Đó, tạo vòng em con kỳ đúng không các chị? A4 cho em nhá, lưu ý là đáng nhẽ ra em phải bán là 69. Khi về các chị sẽ thấy giá niêm yết của nó là 69.000 đấy. Nhưng mà em bán cho mọi người là 59.000 mã A4. Nên chốt hai cái về và mặc cho máu các chị. Chất đẹp nhá, chất rất là đẹp cho em nhá. Zip nhưng mà zip dày, chất dày chứ không phải là chất mỏng te như tờ lá lúa nha. 59.000 cho em mã A4 được chưa? Chị nào thích màu nào mình sẽ chốt cho em màu đấy. Màu nâu cho em, màu vàng cho em này. Cứ lên đúng mã cho là A4 là được. 59.000 và các chị nhìn cái mác là các chị biết hàng nó như thế nào rồi. Đẹp nắm lên mua đi các chị ơi, 59.000. Hi hi, chị lên đơn thành công, đơn của chị thành công rồi. Hôm nay nhân viên trực muộn thế, chị vừa chốt bếp. Mã váy V29 màu đen cả bộ đát của chị, nhanh không? Nhanh quá nguy hiểm luôn chị. Em nhận được em nhận được hàng rồi lần. Ưng ý luôn, em cảm ơn chị gái nhá. Quá nhanh có nguy hiểm. Là A4 cho em nhá.
Đấy, chị nào lấy A4 thì mình sẽ chốt là A4 cho em. Đó, 59.000 không mua là tiếc. Mặc quần bò đẹp, chân váy đẹp. Ví dụ mình mặc, mình khoác áo khoác bên ngoài cho em. Đây, ví dụ như khoác con E1 đi. Hoặc sau đấy khoác con này cũng xinh nhá. Đó, có 59.000, tội gì các chị không mua. Chất đẹp, hôm nay quá nguy hiểm đấy. Khách bảo hôm nay nhân viên em chừng muộn. Hôm nay tất cả tăng ca các chị. Bảo chừng một con lăn nó hắt xì ra. Đấy, sặc luôn. Tại vì là đường này là các chị rất hơi sung. Nên em bảo tăng ca hết, cả nhà tăng ca trừ mỗi mẹ em không tăng ca. Cả nhà tăng ca hết, ngày nào cũng như ngày nào. Đấy, con này mình sẽ lên cho em là A4 cho em nhé, 59.000. Đấy, các chị ủng hộ lên này. Túc trực nhiều hôm là tăng ca là đi nhặt đơn. Nhưng mà hôm nay chắc là chị ấy đang chốt đơn cho chị nhìn. Túc trực từng ngày bên. Mày và anh ngu người rồi. Đi đi. A4 cho em nhá. Nói cho nè. Nói liếc em. Lần bị miễu. 59 mà A4 này. Có đen, có trắng, có vàng, lần bị miễu. Hay liếc. Lắc. Lắc rồi. Ok, chị Hà Khánh một con đen vàng này. Chị Lan một vàng, ok, chị Ưng Lộc một đen. Rồi A4 cho em nhá, 59.000 đồng ấy. Chị ơi, thấy thiếu thiếu màu gì ta? À đây, đang cầm một màu trên đây. 59.000 cho em nhá, A4. Đẹp lắm, con này các chị nên mua đi. Để cho chị một cái màu đen đi. Thôi, chứ lần này phải để thật đấy. Để thật luôn nha. 59.000. Đâu không, chứ chị bỏ một con áo giữ nhiệt trong két. Trong đây cũng không biết đâu rồi. Để đi giặt. 59.000 cho em A4. Vâng, ok, chị yêu luôn. Chị nào lấy con này, con đấy mà các chị mặc đi đám cưới thì thôi rồi, xinh hơn cô dâu mà, đẹp lắm. A4 cho em mọi người nhá, 59.000 đồng. Trời ơi, bán tặng các chị đấy. Không bao giờ có giá 59.000 con áo này đâu. Chất zip nhà em là chất dày nhá, không phải chất mỏng nhá. 59.000 mà A4. Không, không chị, không ngủ được. Rồi, em biết rồi, chị cứ đi ngủ đi. Mai dậy là có hàng. Con này em lại về thêm này. Ui, lần này nó cái túi nó xịn như này, bảo sao các chị không mê các chị. 79.000 đồng con này cho em, con lên tăm nhung. Con này là mấy em nhỉ? Mã mấy nhỉ? Em ơi, lần này cái túi này nó về, cái hàng Quảng Châu này nó để trả cho em cái túi như này mới chết không ạ? 79.000 con ép. T9 cho em là luôn, hôm nay về đúng 150 cái là em hết hàng, là không có về nữa nha mọi người. Nên chị nào mà còn vấn vương vương vấn trần gian, chốt ngay con này cho em mã T9 5 79.000 dưới 60 cân mình chốt đơn em ơi. Cái hàng này mỏng ốp xanh cho nó rực rỡ đi. Con này mặc ấm lắm. 79.000 cho em. Hôm đấy là em ngu đấy. Đây, giống như áo giữ nhiệt chị. Các chị muốn áo giữ nhiệt 125 à? 125 với 115 à? Áo giữ nhiệt L-O-R. Cái này cũng thay áo giữ nhiệt mà. T9 hôm nay cho em nhá. 79.000. Rẻ chưa? À, phao dáng dài comment cho em là E9 á. Đúng không nhỉ? Đúng không? Giá dài là E9 không em? T9 các chị ơi. Em ơi các chị này, 79.000 đẹp lắm, nên mua hai cái hai màu về mặc. Em nói thật, cởi ra mà nó lạnh mà tự nhiên mặc con này vào nó ấm, dã man luôn. Đây, mặc cho em, cho chị mượn con vest đi em. Con vest kia cũng được, con D21 nhà mình này. Ở chưa? Xanh em, hồng cho em là này, cái túi nó xịn hơn. Kem này. Ở chưa? Kem này, rêu. Đây là màu trắng nha. 79.000 cho em thôi, quá rẻ. Màu rêu này, nên mua các chị ơi. Đẹp lắm. Màu rêu 79k. Siêu rẻ luôn, được chưa? Màu này các chị chốt cho em là màu kem và màu đen. Mã T9 nha. Ấm vô cùng ấm luôn. Đó, và màu đen. Ai lấy T9 thì lên đúng mã cho em là có đơn. 40 cân đến 60-65 cân nha. Trời ơi, đẹp quá. Còn lấy khoác cho em một con áo khoác này em vô. Con D21. Quá đẹp. T9, chị nào lấy T9 thì mình chốt là T9 cho em nhá. Ok chị Văn Anh một con hồng này. Ấm lắm, mặc như này cho em đơn giản nhẹ nhàng. Quá ấm rồi, không còn gì bằng hơn rồi. Được chưa? Ok chị Linh Phạm Gia có số chưa? Chị Nguyễn Khánh Ly một con T9 ạ. Áo giữ nhiệt, ý là em hỏi các chị là muốn lên áo giữ nhiệt hàng 115 với 125 đúng không? Áo đấy là áo giữ nhiệt hàng cao cấp. Cao cấp đấy thì hôm nay em đang chỉ còn trơn. Em chỉ còn trơn thôi nhá. Thế bây giờ em vẫn lên nhá. Ôi tự nhiên hôm nay đi á chị,
Hôm nay đi ngoài đường mặc con áo giữ nhiệt. Đến gội đầu, trễ hỏi con áo này chất đẹp nhờ. Chuyện, nghe em bán áo được bán đẹp chưa? Làm gì bán áo chất không đẹp. Ờ dạ, T9 này nó mọi người đi gội đầu mà người ta vẫn hỏi áo giữ nhiệt em mặc. Mặc mỗi con áo giữ nhiệt với cáo phao, ấm vô cùng luôn. Chị Hinh ơi, cho em con áo giữ nhiệt trơn nhà mình chị Hinh. Đây T9 cho em nhá. Kèm màu kèm số cho em là ok. Nhưng con áo giữ nhiệt hiện tại bây giờ bên em còn mỗi màu kem. T9 cho em là được, em dơ lại màu nhá. Thế sau đấy chị em mình sẽ lên áo giữ nhiệt. Các chị nhận áo giữ nhiệt đấy nha em chưa? Nói chung là cái đấy thì chắc chắn chị nào khó tính đến đâu ấy, mặc con áo giữ nhiệt đấy nha em phải mê. Như em đang còn mê mà các chị. T9 cho em nhá, màu xanh này. T9 cho em màu đen này. Màu đen đây này. T9 màu này là màu kem. Nên mua 2 cái các chị ạ. Nên mua 2 cái mà dùng. Không chị ơi. T9 màu rêu. Nhà em có xanh thôi chứ không có. Màu kem này. Vâng chị cứ lấy đi. Màu trắng nhá. Màu này màu trắng và màu này màu hồng. Màu hồng cho em này. Đó. Chị nào lấy T9 mình cứ lên đúng mã cho là có đơn nhá. 79.000. Ố. Áo ra phía sau là 2199 còn 2 màu à. Đen trắng à. T9 cho em mọi người nhá. Thôi mai chị lấy lại mới theo cổ đi. Nhưng mà trơn lúc nãy có mấy cái ở đây chị. T9 cho em nhá. Áo giữ nhiệt còn có mỗi đen và trắng đó chị. Hầm hiu là nó còn mỗi đen và trắng. Con này đẹp, con thêu đây. Chắc đẹp luôn, 79.000 chắc về giá trị sướng đời. V36. Chị tính V36 với quần bò này hết rồi. Quần bò rách cho em nhá, V36 149 SML. Thế thôi, em. Quần tăm nhà mình còn không chị? T9 cho em là ok nhá. Nên con len này đi. Em ơi con này cho chị xin mã đi. Con len thổ cẩm L142 cho em 149.000 nhá. Lê lông thỏ 149. Đây là màu xanh lá. Đẹp nhá. 149.000 con len thổ cẩm này. Cái đổ cho em kéo dạng 199 không nhớ mã sang cái áo E9 màu hồng. Được nhá chị cắt tin thôi. Mình đổi gì mai báo các bạn bên em nhá. Con này là 3 màu cho em này. L162 à. Màu này là màu xanh. Nhưng mà những cái màu này có số lượng nhiều đúng không? Màu kem. Màu kem, đây là màu kem đúng không? Đây là màu vàng. L162 cho em nhá. 149.000 L162 không sao ạ. À L142 cho em màu xanh, màu vàng và màu kem. Chị nào lấy L142 mình lên đúng mã cho em nhá. 149.000 lên lông thỏ này. Chất len rất là mềm cho em, mềm mướt cực kỳ như thế này lên lông cho em nhá. 149.000. Mã số cho em là L162. Đó. À L142. Len lông thỏ cho em mọi người nhá, 149.000. L142 cho em chất len lông thỏ mềm lắm, mềm gọi là mềm như bún ấy. Từ 40 cân đến 60-65 cân các chị chốt đơn cho em nhá. L142 và kèm màu cho em. Len của nó là len lông thỏ nhá mọi người, len thổ cẩm cho em này. Có màu xanh, màu này mình chốt là màu vàng. Và màu này mình chốt là màu kem cho em nhá. L142. Ai lấy L142 mình sẽ len đúng mã cho em là L142 cho em nhá. 149.000. Trời ơi, chắc đẹp quá đúng không các chị yêu? Lây lông thỏ mà. Các chị ông thích kiểu này à? Hả? Ok, chị Oanh lên một cái màu xanh. Xanh giống như em đang mặc nhá. 149.000. L142. Chị nào lấy L142 thì sẽ chốt là L142 cho em. Ok, chị má lúm đồng tiền một kem. 149.000 L142 nha các chị gái ơi. Chắc đẹp lắm, con này đẹp. Con này chị nào không lấy đừng tiếc nha. Lên lông thỏ cho em á, sờ mướt luôn. Ok, em lại lên màu của E1 này. E1 màu bò cho em nhá.
Ok chị Kim Hoàng mười một con vàng. Áo đấy không bao giờ làm các chị thất vọng. 229.000 con em một. Mũ cho em này. Mũ nhá, lông tháo rời luôn cho em. Em một các chị sẽ chốt cho em là màu bò nhá. Màu bò ấm lắm các chị ơi. Ấm như kiểu là mùa đông gọi là đã đến luôn ấy. Em một màu bò cho em này. Thắt đai như này cho em cũng được. Kéo khóa cho em cũng được luôn nhá. 229.000 mã em một. Em một màu bò nha. Chị nào lấy em một mà bên trong cái lớp trần bông em ơi, em xuống ghê luôn các chị này. Cái lớp trần bông mà cảm giác nó mê ly cuộc đời luôn các chị ạ. Này, bông nó mềm. 229.000 mã em một. Em nói thật chị nào mà không có điều kiện nhiều ấy, mình không có mua con 450 thì mình mua cho em con đẹp như này, đúng đẹp rồi. Em một cho em nhá, 229 thôi, màu đỏ đô cho em này. Đây, cái tông này là tông đỏ đô cho em nhá, rất là xinh. Rất là xinh và rất là đẹp luôn các chị thấy không? Em một em có đầy đủ các màu đỏ đô này. Đầy đủ màu cho em luôn nhá. Màu này mình sẽ chốt cho em là màu cam. Màu cam các chị ơi. Đây. Màu này mình chốt cho em là màu cam eo cái màu nó đẹp quá, rút dây cho em mặc lên thì quá là tuyệt vời. Có rút dây 40 cân đến 65 cân. B35 em còn đấy, B35 em vẫn đang còn nhá, vẫn đang chốt cho mọi người đi hết đen. Hết đen mất rồi. Đây. Màu này mình chốt cho em là màu chân rêu. Eo ơi, đẹp quá nhờ. Có cái chun nên là các chị. Ví dụ như là mình eo to, eo gọi là mình không có em mình vẫn mặc được, em bánh mì cũng được mà eo con kín mặc cũng được, gầy cũng mặc được, béo cũng mặc được luôn cho em nhá. 229.000 màu rêu. Đấy, có 4 màu. Đằng sau là theo logo như này. Áo bắt ca hàng đẹp nhá. 229 ạ. Mặc các chị nhà hàng xuống em đảm bảo cái con áo bắt ca này em bán cho các chị rẻ nhất. Rẻ nhất cho mọi người luôn, các chị cứ đi tham khảo mà xem. 229.000 là mình có đâu. E1 nha, chị nào lấy E1 mình gửi chốt là E1 cho em, 229 á. Mã E1. E1 và kèm số điện thoại cho em nha, 229.000. Ok chưa các chị yêu? Em vẫn đang còn đủ màu đấy. E1. Rồi ok chị Mai Anh một con đi. Lên nốt mã áo len này nha các chị. Áo giữ nhiệt em còn mũi đen trắng. Áo giữ nhiệt em còn mũi đen và trắng thôi. Trời ơi con này đẹp thế. Con này lúc nãy mặc cô lên đầu tiên. Bốn mươi cân đến 65 cân. Áo bắt ca là em một chị. Con này rất là đẹp cho em nhá. L47. Áo len này 125.000. 125.000 L47 cho em nhá. Chất đẹp chưa? L47 125. 40 cân đến 60-65 cân mình chốt đơn. L47 cho em có màu kem này. L47 cho em màu hồng nhé. Màu hồng đó chị này. 125.000 cho em. Đơn giản nhẹ nhàng, chữ của nó rất là đẹp. Đó. Màu này mình sẽ chốt cho em là màu màu đỏ này và màu xanh. Được chưa? L47 cho em là 125.000 lên ép nhá. Chất đẹp lắm các chị ơi. Màu nó rất là tây ấy, mọi người thấy không? Màu nó sọc, nhìn nó trẻ trẻ đúng không? Và một cuối cùng là màu xanh lên nhá. L47. 125.000 cho em, chất đúng là mê ly cuộc đời các chị này. Đó. Màu rất là tây, 40 cân đến 60-65 cân các chị chốt đơn nhá. Ai lấy L47 mình cứ lên đúng mã cho là có đơn. 125.000 đi. Quá đẹp, tuyệt vời. Tuyệt vời ông mặt trời các chị ơi, tuyệt vời ông mặt trời. Nàng thơ luôn, L47. 125.000 nha. Ai lấy L47 mình chốt là L47 cho em nhá, 125. Cứ lên đúng mã cho em là L47 là được nha. 125.000, đẹp vô cùng. Xuất sắc đúng không các chị? 125. Cuối buổi rồi, bây giờ các chị muốn lên cái gì nhỉ? Ok chị Loan pha một con L47 này. À L47 thôi. L47 cho em thôi nhá. Còn comment là L47 thôi. À lên cái con H50 này đi. H50 này không biết là H50. Chị Hinh ơi cho em con H50 này màu trắng với. H50 cho em nhá. Rồi H50 149.
H50 đen này, hồng kem này. Nhưng em thấy ba màu này là bán được nhiều nhất. Cái này là hồng tím nhá, mã số trên là H50149. Cho em con H50 màu trắng nha. H50 màu trắng. H50 149.000. Khoác lên dạng ngắn đi em. Hôm nay là không thể lên được chứ. Thở không được nữa. H50 cho em nhá, 149. H50 màu hồng, H50 màu đen. H50 cho em màu kem, 149.000 mã H50. Có vài dáng dài không em? Có. Nhưng mà chỉ có dáng rộng thôi chị. Này kiểu Na Trang. Na Trang dáng thế. E1 chị ơi, con đấy em bảo là E1 mà. Bắt ca đấy là E1. Chị nào lấy con H50 mình sẽ chốt là H50 cho em nhá. 149.000 mã H50, con này siêu xinh á. À cho chị túm một con E1, ok chị. H50 cho em màu trắng này, đẹp quá. Hay hả, ôi nên chốt con này. Quên mất hôm nay bảo là mua cái áo H50 cái hàng may, nhưng mà em lại quên mất không mua đấy. Chứ còn hàng may là các chị nhìn phát biết ngay, mà nhìn trên like là cái độ dày và cái phần ren của nó biết ngay. Nhìn mình cũng biết luôn, mà nhìn là mình được luôn ấy. Ôi hoodie em mới lên xong. E1 em chỉ có một size là xanh mờ thôi. Con này mình sẽ chốt đây là H50 nhá. Em mặc thử màu cho các chị là màu kem đi. Màu kem cho nó máu đi nhỉ, màu kem đi nha. Mặc màu trắng cũng được không sao, mặc màu nào cũng được, màu nào cũng đẹp. Nhưng màu kem thì các chị sẽ thấy cái đường vân ren của nó nhìn nó sang lắm. 149.000 thôi. Mã số cho em là H50. Áo kiểu đẹp nhá. Con này các chị dưới 54 cân mình chốt đơn cho em nhá. 54, 55 cân ấy, thoải mái đi. Áo hàng tàu nó không như form hàng may đâu. Mặc lên nó rất là bánh bèo và cute. 149.000 mã H50. Ai lấy H50 mình cứ lên đúng mã cho là có đơn nhá. 149. Chắc đẹp lắm luôn nè. Màu kem. Cái này mà quần bò cũng đẹp, chân váy đẹp. Hôm nay lại không có set gì rồi. Set ít lắm đấy mọi người. Set dạ nhưng mà bây giờ ít nhất phải tầm trăm mấy. Hôm nay nhân viên bảo hết 50 màu kem. Em ơi nhập thêm hết H50 vào hội chị bất. Xong rồi lại đi đơn rồi sốt. Hay giờ bây giờ biết làm sao chị, bây giờ màu kem mới chưa em về. Đó là bạn ấy không biết. H50 cho em nhá. Trời ơi. Quá đẹp luôn. Kem trắng đen hồng 149 H50. Chị nào thích màu nào mình chốt cho em nhá. Cái này chất rất là dày đấy. Story tình yêu. Đó. Đẹp chưa? Trắng cho em này, kem này, đen này, hồng này. Rồi hôm nay em nghỉ sớm nhé mọi người nha. Hẹn các chị vào ngày mai nhé. Bye bye mọi người. Chúc các chị ngủ ngon. Ngủ ngon nhé. Nhớ ngày mai đừng quên là em ơi cho chị cái len bèo ở đây đi. Em lên lại len bèo cho mọi người nhá. Lên. Cái len bèo nở mấy đó? E mấy nhà mình đó em? E7 125. Con này là H50 cho em này. Ok chị Big Mai luôn. H50 cho em nhá. Màu nào đẹp. Nghe hai lớp. Con áo bèo là A7, à quên E7. 125k các chị nha. 125 beo beo ơi. Có beo trắng và beo vàng. Chào chú em xin đây. Con này các chị sẽ chốt cho em là E7 nhá, ấm lắm. Áo beo 129.000. À đâu 125.000 chứ. Con này bán gặng các chị có 125 thôi, đáng nhẽ ra phải bán 140. Ok chị Tâm Như H50 màu kem. Được chưa? Chị ơi lên lại con bát ca đi em ơi, vỏ em vừa lướt qua. Con bát ca là lên nốt màu rêu nha, không lên màu khác đâu. Em mặc cho em xỉu luôn à. Đây, 229.000 mã E1. Màu rêu, màu cam, màu đỏ, màu bỏ. Còn chị nào lấy áo em mặc comment là E7 nhá, ấm lắm.
chẳng muốn cởi ra ấy mọi người, miền Bắc lạnh nhở, mấy hôm nay lạnh ghê. Bây giờ lên xem là trong nhà là bao nhiêu độ rồi. Thời tiết hiện tại bây giờ chắc chỉ có mười mấy độ thôi. Các chị mặc con áo lên nhé, em mặc con áo này ở ngoài là ấm rồi. Ấm dã man đi chơi ăn lẩu nướng các thứ thoải mái sạch. Mãi số cho em là E7 nha các chị ơi, E7 là áo trong em mặc nha. Có màu vàng và màu trắng nè. Đó. Chị nào thích E7 mình cố lên đường mã cho là E7 cho em. 125.000 nha. Áo mắt ca là 229 mã E1. Rồi thôi em nghỉ nha mọi người. Bye bye các chị yêu, chúc cả nhà ngủ ngon nha. Các chị vào ngày mai, bye bye.